anh tên là gì? Mình tên là Nguyễn Hòa Thảo. Anh Thảo ha. Anh Thảo là quê quán ở đâu? Kiên Giang. Ở Kiên Giang. Hôm nay anh về Bình Dương nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đấy anh? Muốn tìm nhờ anh em đội hiệp sĩ Bình Dương này giúp mình tìm con gái của mình. Con của anh. Con anh Thảo tên là gì? Tên là Nguyễn Thị Thùy Trang. Trang. Bé Trang nhiêu tuổi rồi anh trai? Được 15 tuổi. Bé bỏ đi ngày nào? Ngày 26 tháng 4. 26 tháng 4. Và hiện tại hôm nay là ngày mùng 9. Đúng rồi. Vậy là được 13 ngày rồi. Khi đi là đi ở đâu anh? Đi ở Long An. Ở ngay ngã ba Mỹ Hạnh. Ủa là anh Thảo đang lập nghiệp ở Long An hả? Đúng rồi. Nhà mình sinh sống ở đấy hay sao anh? Đúng rồi. Nhà mình nguyên gia đình hay là nguyên gia đình. Anh là được mấy người con? Ba người con. Bé này là con thứ mấy? Thứ hai. Thứ hai là bé lớn hay như thế nào? Ông là kế lớn hả? Kế lớn. Thì thường thường là người miền Tây mình á, thường thường gọi là bé lớn, gọi là bé thứ hai đấy. Dạ. Vậy là bé bỏ đi đó là đi như thế nào anh biết không? Biết, tại vì có con nhỏ bạn hồi xưa là đi học cùng, nó chơi thân với nhau lắm. Thì bắt đầu nó rủ đi mấy lần rồi nhưng mà nó không đi, sau đợt này sao nó đi. Mà khi mà nó đi á thì mình có một người con gái khác mà dẫn hai đứa này đi. Là mình điều tra hỏi ra thì cái con nhỏ này là nó quen trên mạng xã hội. Trời đất ơi. Khi đi là con gái của anh có mang theo thứ gì đi không? Có, theo mấy đứa nó lấy, mỗi đứa mấy bộ đồ vậy. Có tiền bạc, trang sức gì không? Tiền không có, mà nghe nói là nó hai con nhỏ kia có cái điện thoại là đi cầm hết 1,7 triệu. Wow. Là đi. Dựa vào đâu mà anh biết được cái thông tin đó? Thì nhờ mấy cái đứa bạn chơi với nó và học cùng với nó hồi xưa. Con gái nhà mình hiện tại còn đi học không anh? Nghỉ được 2 năm rồi. Ôi trời đất ơi. Nghỉ mấy năm rồi. Học hết lớp mấy là nghỉ đây? Lớp 7. Sao bé nghỉ? Tại nó thấy nó không chịu học, nó rồi cho nó nghỉ. Bé không chịu học thì gia đình mình phải động viên cho bé học chứ. Nó không học. Nó cũng ngoan không? Bé nhà mình đi học á, là đa số nó đi chơi không? Không chịu học hả? Về nhà có bao giờ cãi lời ba mẹ không anh? Cãi là nó không dám cãi rồi đó. Vậy bé nghỉ học ở nhà bé làm cái gì? Đi buôn bán mình. Buôn cái gì anh trai? Bán cụ trái thể. Cây. Vậy là theo ba đi bán trái cây. Nhưng mà anh có phải người miền Tây, gốc miền Tây không? Mình ở miền Tây săn trong này luôn mà. Nhưng mà cái tiếng của anh em giống, nghe thấy giống ngoài Bắc quá ta. Đúng rồi, tại vì mình ở xứ mình là dân Bắc không à. Vậy hả? Hèn gì em thấy cái tiếng là giống người miền Bắc hơn là người miền Tây. Vậy là thường ngày là công việc chính của bé là đi theo bố, đi theo ba, bán trái cây. Là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh? Nói chung mình bán tự do, thích nghỉ thì mình nghỉ thôi. Có bao giờ bé than phiền là mệt không? Không. Trước giờ con nhà mình đã từng bỏ nhà đi như vậy lần nào chưa? Có cắt trước ngày, có một lần nó đi 3 ngày xong rồi nó về. Nó về xong 3 ngày sau là bắt đầu là nó đi luôn đó. Một lần đi là 3 ngày về. Lần đó là đi đâu? Thì mình hỏi thì nó không có nói, là cũng đi tìm nhưng mà tìm không gặp. Xong đó là mấy ngày sau nó tự động nó về. Nó về xong cái mình cho ra bán cái mấy ngày nữa là nó đi. Lần đó về là anh không có nghiêm khắc dạy con hả? Không, lần đó mình có đánh cũng nó luôn, là mình cũng la nó, rồi má nó cũng la nó, nói cho nó biết này kia. Nhưng mà vẫn cứng đầu, vẫn không nghe. Ở nhà là bé thường thường hay tâm sự chia sẻ với ai? Với anh hay là với bà xã của anh? Đa số là với vợ. Với mẹ. Con nhà mình chơi điện thoại nhiều không anh? Không nhiều. Chơi game không? Không thấy chơi game mà chat với bạn bè nó không, đa số. Là có bao giờ anh nghe thấy gọi điện nói chuyện với ai không? Có. Nam hay nữ? Nữ không. Có bao giờ anh nghe thấy cuộc chuyện nào mà bảo lên thành phố hoặc là đi đâu đó đi làm không? Có, vừa rồi nó có đứa rủ nó đi, là nghe nó nói là rủ nó đi làm. Làm ở đâu? Nói chung là nó không cho biết. Lúc nó chỉ bên gia kiệm Thống Nhất Đồng Nai, là mình cũng đi tìm trên Đồng Nai rồi mà không gặp. Tại nghe tin tức mà chứ lên trên đó đâu biết đâu mà tìm. Theo như bản thân anh đánh giá con nhà mình tới giờ phút này như vậy, là có ngoan hay không ngoan ạ? Không biết là bây giờ này thì nói chung là nó lầm lầm lì lì vậy. Lầm lầm lì lì ha? Không hay nói chuyện hả?
ít nói chuyện mình lắm. Đúng cho người mà đi con mà theo ba đi bán trái cây là lãnh lợi lắm á. Bởi nó, vì nó ít nói chuyện mình mà nói chuyện má nó nhiều. Đi ra ngoài á, biết sao không? Đi ra ngoài là được tiếp xúc rất nhiều người và cuộc sống hàng ngày luôn. Vậy là bé cứ lầm lầm lì lì vậy. Về nhà là có rửa chén rửa bát gì không? Có mà ít lắm. Kêu làm không kêu thôi. À. Vậy là ăn xong là vô phòng. Nhà mình ở Long An là ở trọ hay ở nhà? Mình thuê nguyên căn nhà. À, có phòng riêng không anh? Có. Vậy là cứ ăn xong vô phòng đóng cửa. Anh cái dầm phát bắt đầu là ngồi bấm điện thoại hoặc chơi gì đó. Thì tới bữa này kêu gian. Rồi đi bán. Bé có đi ra ngoài uống trà sữa cà phê gì với bạn bè không? Có. Trời đất ơi, nhà mình cho đi luôn hả? Thì cách đó trà sữa kế bên lắm á. Bạn bè là bạn bè ở ngoài, bé quen ở ngoài hay như thế nào? Thì đa số là hồi đó đi học là quen mấy nhỏ này là bạn học không ạ. Ủa trước là vậy nhà mình lên Long An lâu rồi hả? Lên lâu rồi. Là mình quê thì ở... Anh vừa nói quê ở đâu chứ? Kiên Giang. Ờ, quê là ở Kiên Giang nhưng mà chắc là lên đây vợ chồng con cái lên đây lâu rồi ha? Đúng rồi, đúng rồi. Chắc cỡ mười mấy năm chưa? Mười mấy năm rồi. Đó. Vậy là học trên Long An luôn. Thì hồi xưa học ngoài xong rồi mà sau này mình mới chuyển trường lên đây cho nó học được trên này được 2 năm là bắt đầu là nghỉ học. Vậy là học dở quá, giờ không chịu học, rồi bỏ ngang. Về đi làm với ba. Bạn thường thường mà rủ uống trà sữa cà phê là bạn nam hay bạn nữ đấy anh? Nữ không? Nữ à. Con gái nhà mình có sửa soạn không? Có. Có tóc tai có nhuộm nhiếc không? Nó mới nhuộm tóc đỏ đỏ. Ôi trời đất ơi. Quần áo ăn mặc có sexy không? Không. Kín đáo không? Mặc đồ nào cũng kín đáo hết rồi. Son môi nước hoa gì không? Có, trang điểm có. Trang điểm có. Cái tuổi này là cái tuổi đang học mà, đang học đua đòi mà. Cái tuổi này là dễ bị đi theo tiêu cực lắm anh ạ. Các bạn bè kia cũng trưng diện vậy hả? Đúng rồi. Cũng tóc vàng, tóc xanh, tóc đỏ hả? Cũng không, tóc vàng không à. Vậy là cứ lâu lâu là tới nhà mình rủ hay là thường xuyên rủ con mình đi? Lâu lâu rủ. Lâu rủ đi là nó có mấy đứa bạn đó là nó rủ đi chơi vòng vòng đó thì vòng vòng thì được nhưng mà chơi đó, phải có thời gian về. Và lần này đi như vậy là có bạn nào đi theo cùng không? Có đứa bạn nữa. Cùng tuổi như con mình? Nó 14 tuổi. Là cũng đi cùng ngày với con mình luôn? Đúng rồi. Cùng lúc luôn? Hai đứa dẫn nhau đi. Trời đất ơi, hai đứa nhỏ xíu 14 tuổi biết gì đây? Nó đi mà có cái nhỏ kia là khoảng 18 đến 20 tuổi. Dẫn đi? Dẫn đi. Là chỉ nó đi tới điểm đó. Để đón đúng không? Để đón. Anh à, đang... Mình hỏi ra thì con nhỏ này nó, mấy đứa kia bạn học của nó nói là con nhỏ này nó quen trên mạng. Dựa vào những yếu tố đó anh đang nghi ngờ con nhà mình lần này đi làm là làm cái gì đây? Thì mình không biết đi làm gì nữa. Vậy là không có mang điện thoại đi? Nó không có điện thoại. Tức là nó điện thoại nó đi là nó để ở nhà, còn con kia là đi cầm hai điện thoại, một cái thì nó đi cầm, lấy nó tiền, lấy tiền à? Nó đi. Lấy tiền? Ờ. Lấy tiền để phí đi xe này đúng, kia. Đúng rồi. Sự việc này anh đã trình báo cơ quan chức năng công an ở nơi anh đang tạm trú chưa? Có hôm nào thì mình cũng quen ở đó thì mình cũng hỏi thì bảo bây giờ cứ nhờ theo bạn bè nó điều tra trước đi. Coi nó sẽ gia đình liên hệ không được. Thì nhưng mà nó sẽ liên hệ lại những người bạn của nó. Ai? Yeah. Tức là anh nói sao chứ? Kiểu như mình xuống ông bạn bên công an á à. Thì nó cũng giải trình mình vậy giờ, à bên cơ quan chức năng hả? Đúng rồi, thì bây giờ cứ đi tìm bạn của nó đi để dụ nó. Tức là anh có trình báo rồi đúng không ạ? Đúng rồi, có nói bên cơ quan. Trình báo mình phải trình báo đàng hoàng chứ không phải là anh đến anh nói sơ sơ vậy là được đâu. Vào trình báo mình phải trình báo đàng hoàng. Trình báo để cho bên cơ quan chức năng, nghiệp vụ của bên cơ quan chức năng cao, họ giúp đỡ hỗ trợ gia đình nhà mình chứ không phải anh vào anh nói khơi khơi vậy là được. Lần hôm nay anh về anh trình báo lại đi nha. Bởi vì con nhà mình mới 14 tuổi mà. Bây giờ anh sợ nhất điều gì đấy? Mình sợ là con nhỏ kia dắt đi này kia. Này kia là như thế nào? Tại sợ nó dẫn đi vô mấy cái quán này kia. Quán nhạy cảm đúng không? Ừ. Anh thì tuổi này là anh là đàn ông anh biết rõ những cái quán nhạy cảm đó rồi. Đúng rồi. Cái sự việc của con nhà mình có cái dấu hiệu lần này đi sẽ bị lừa đảo cám dỗ, đúng rồi. Bắt ép làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật đấy. Đúng rồi. Đó.
cái tình trạng này thì rất nhiều anh ạ. Mình đang nghĩ là vấn đề đó. Nhưng mà gia đình nhà mình có quan tâm con nhiều không? Có chứ. Nhưng mà mình cái lần đi như vậy về mình cũng có rèn con rồi đúng không ạ? Đúng rồi. Nhưng mà tiếc rằng là con hơi cứng đầu, hơi lì đúng không? Đúng rồi. Tuổi này tuổi nhỏ mà, tuổi này hiếu động lắm, dễ hấp thụ những cái tinh hoa gọi là cám dỗ trên mạng lắm. Chơi trên mạng xã hội thấy gọi là thấy người ta cùng tuổi ấy, hoặc là thấy những cái người lớn hơn người ta ăn mặc phong cách, có thể là người ta đi chỗ này chỗ kia đẹp đẽ, tưởng đó là màu hồng rồi đi theo, bỏ nhà đi theo, hoặc là nghe theo lời xúi dục thì bỏ nhà đi theo. Nhưng đâu có biết được, các bé này còn nhỏ đâu có biết được rằng đó là những cái cạm bẫy đâu. Trước khi nó đi là cái con nhỏ mà dẫn nó đi, nó có nhắn tin qua điện thoại là dẫn mấy cái này đi bán ca quán karaoke thì đó. Đấy, con nhắn tin qua điện thoại. Cái dấu hiệu con nhà mình là những cái việc đó, đó. Bán quán karaoke, massage, cà phê chòi, những quán trá hình, những quán nhạy cảm ấy, công việc nhạy cảm kích dục ấy. À. Nhưng mà anh phải báo gấp một lần nữa để nhờ cơ quan chức năng hỗ trợ gia đình nhà mình. Vậy là trong quá trình từ ngày 26 đúng không ạ? Cho tới nay thì gia đình nhà mình tìm kiếm con nơi nào rồi? Tìm bên gia kiện thống nhất Đồng Nai. Là mình nghe được thông tin ở đó. Đúng rồi. Xong mình lên nhưng mà không có đúng không? Đúng rồi. Bây giờ gia đình, em nói thật, gia đình nhà mình có đi tìm hơi khó. Bởi vì bé là trong nhà, mình ngoài đường, mình biết ở đâu mà tìm. Đúng rồi. Và đâu có phải đơn giản mình vào được các quán đó đâu. Mình đâu có... nghe tin nhắn của nó, là mình đọc trong tin nhắn thì là nó về bên gia kiểm thống nhất Đồng Nai. Là mình đi, mình cứ dựa theo đó là cái địa chỉ trên thống nhất gia kiểm á, đi theo cái chỗ đó. Đó là cái vị trí, định vị hay là cái địa chỉ thôi? Cái này là nó ghi trên kiểu như là nhắn tin qua điện thoại á, thì mình lấy cái dựa chỗ đó mình đi thôi. Nhưng mà không, tới không có định vị. Tới đó thì sao? Thì đi tới đó thì vô đấy toàn thấy nó cái chuối với cái này kia không à. Biết đường nào tìm, kể cả anh thấy cái quán đó chưa chắc anh đã vào được. Bởi vì anh đâu có cái quyền lực gì, chức năng gì mà anh vào quán nhà người ta. Đúng không? Đúng rồi. Nếu anh là một vị khách hàng thì nó lại khác. Còn anh vào mà anh đùng anh xong vào để là con tôi trong đây, để tôi dẫn con tôi tìm con về. Em dám khẳng định với anh luôn là anh không bao giờ anh vào được. Phải có sự hỗ trợ của cơ quan chức năng có thẩm quyền thì mới vào được. Và đặc biệt rằng là con nhà mình dưới 15 tuổi, là 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên, đang được gia đình cũng như là xã hội bảo vệ anh ạ. Nên mà gấp, việc này phải việc gấp, anh phải báo liền nhờ lực lượng cơ quan chức năng có thẩm quyền, có quyền lực để giúp đỡ gia đình nhà mình. Đừng để chậm trễ thì con nhà mình sẽ gặp những cái điều không hay. Anh hãy nói một điều gì đó với con gái nhà mình, hy vọng con gái nhà mình xem được video này đang ở đâu đó, sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Nếu con mà nhìn thấy cái hình ảnh như này thì con hãy đi về liền nhé. Gia đình, ba mẹ, tất cả mọi người thân, anh chị em trong nhà rất nhớ, rất thương con và đang đi tìm con khắp nơi khắp chốn, bỏ hết công ăn việc làm để đi tìm con, anh nói đi. Mong con tìm, nhìn thấy hình ảnh này thì mong con về, gia đình cũng đang chờ con. Trước cái ngày 26 đó, cả ba cả mẹ là có la giày đánh đập gì bé không? Không. Không ha. Chỉ có mỗi cái lần đi về đó là ba có tác động tay chân đúng không ạ? Do là đi qua đêm mấy ngày đó đúng không? Đúng. Thương cho roi cho vọt, ghét cho ngọt cho bùi, bậc làm cha làm mẹ. Đôi khi bực tức quá con như vậy thì ba mẹ đánh thôi, nhưng mà rất thương đúng không ạ? Đúng rồi. Chỉ mong con hiểu. Nhưng mà tiếc rằng lứa tuổi của các con đang cái độ tuổi thật sự cái tuổi này rất hiếu động. Đôi khi ba mẹ nói không nghe đâu, nhưng người ngoài chỉ cần nói vài câu là nghe, là xách đồ đi theo liền. Cái điều kiện kinh tế gia đình nhà mình có túng thiếu không? Có đủ để trang trải nuôi các con không? Đủ. Đủ ha. Nếu mà theo em nghĩ mà kinh doanh trái cây thì bán trái cây lời lắm á. Chứ đâu có đủ đâu. Cuộc sống vẫn đủ không? Ngày cũng kiếm được mấy trăm là bình thường. Còn bà xã anh làm gì? Cũng buôn bán hết nhà. Hai vợ chồng buôn bán mà. Như vậy là em thấy là điều kiện cũng đâu có để cho con túng thiếu gì đâu, đúng không? Đúng rồi. Còn cái việc mà con dừng học là do con chứ không phải do ba mẹ. Do con. Mình lúc đó mình có động viên con không? Có, nó nghỉ xong rồi, cho nó nghỉ mấy ngày xong rồi cho nó đi học. Bắt nó đi học rồi
thầy hiệu trưởng cũng kêu nó là này kia đi học lại thì cũng cho đi học lại, nhưng mà học nó không chịu học, nhiều khi nó đi thôi, nó nhưng mà không tới trường. Đó em biết mà, đôi khi ở nhà đi thì nó nói cha về nó nói chú, đôi Đúng khi bảo con đi học cũng mặc đồng phục cũng xách cặp đi học đấy, nhưng mà có đến trường rồi, đâu đâu, có trường đâu. đi đâu đi đó chơi với bạn bè khổ lắm. Con ở nhà chơi điện thoại mình có quản lý được không anh? Thấy nó chơi nhiều cũng la nó chút rồi nó cũng chơi tiếp vậy. Gọi là nói giống như kiểu là nước đổ lá môn, nước đổ đầu vịt đấy, đúng, đâu có thấm được đúng không ạ? Đúng rồi. Hy vọng con gái xem được video này thấy ba của con lặn lội từ Long An về Bình Dương nhờ các chú đi tìm con, thì con đang đâu đó sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Bởi vì tuổi của con còn rất nhỏ mà bản thân con là con gái, con chưa từng va chạm ngoài đời, con làm sao con biết được cái sự lựa chọn của con là đúng đắn đâu. Có thể tới giờ phút này là con gặp những cái cạm bẫy thôi, những cái người dụ con đi có thể là những người xấu vì lợi ích cá nhân bản thân của họ mà sẵn sàng, có thể là họ dụ dỗ con và bán con, thậm chí là bắt ép con làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật. Nên mà chú mong rằng con gái đang ở đâu đó sớm quay trở về, không có đi làm gì nữa hết trơn. Còn nếu mà tới giờ phút này á mà con không thể về nhà được, mà con bị người ta khống chế bắt ép con làm, thậm chí là làm các quán, thì con hãy thật bình tĩnh, con gọi về số của các chú các bác công an là 113. Sau đó thì con gọi cho các số của các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để các chú sẽ có cách, có hướng để đưa con về một cách an toàn nhất. Con nên nhớ một điều rằng là con phải thật bình tĩnh. Người ta mà không cho con xài điện thoại thì con hãy hãy mượn một cái máy nào đó của cái bạn nhân viên làm cùng á, con gửi cái vị trí, gửi xong rồi thì con thu hồi hoặc con xóa đi nhá. Con xóa đi chứ con đừng thu hồi, con xóa đi thôi. Thì các chú sẽ có mặt ngay lập tức để cứu cứu con về. Còn nếu mà trường hợp mà con vì ham chơi nghe theo lời bạn bè mà con đi đâu đó con buồn hờn gia đình, con đi đâu đó để con làm con kiếm tiền, thì chú mong con hãy nhanh chóng quay trở về, bởi vì bên ngoài không không hề đơn giản như con nghĩ, và không đó không phải là màu hồng như con tưởng tượng đâu. Chú biết tuổi của các con đang tưởng tượng rất nhiều và đang có suy nghĩ bên ngoài là những cái niềm vui, muốn thoát khỏi gia đình để đi ra bên ngoài để được tự do tự tại. Nhưng mà chú xin lỗi con đã suy nghĩ sai rồi, nhầm rồi nhá con gái nhá. Còn những đối tượng nào, cô chú nào, thậm chí là những chủ quán nào mà đang chứa chấp bé, thậm chí đã và đang có ý định, ý đồ, kế hoạch ép bé làm những công việc vi phạm pháp luật, thì chắc chắn rằng sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật, bởi vì bé mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Nên mà đang giữ bé thì hãy thả bé về nếu không muốn dính líu tới pháp luật. Còn nếu cố tình ngoan cố thì chắc chắn cái khung hình phạt sẽ rất là lớn. Rồi thì cái sự việc của anh thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải đã ghi nhận, sẽ cố gắng hết sức đăng tải video này nhanh nhất có thể lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con nhà mình rồi nha. đó. Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị có thấy bé như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp, cũng như đưa bé sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình một cách an toàn nhất. Em mong rằng khi con em mình về á, mình phải giáo dục lại con, kìm cặp con, quán xuyến con nha. Nói cho con hiểu đâu là cái đúng, đâu là cái sai. Bởi vì bên ngoài không hề đơn giản. Mình là người lớn, mình là cha, là mẹ, mình phải truyền tải, truyền đạt cho các con để các con hiểu được, tránh tình trạng các con gặp những cái người xấu dụ dỗ và rồi đi để gặp những cái kết đầy nước mắt, anh cha nhá. Thì hôm nay anh về đây nhờ anh em quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con. Anh có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ video này lên khắp các trang mạng xã hội rồi, đồng ý. Để nhờ tất cả bà con cô bác tìm con mình về không? Rồi, đồng ý. Anh suy nghĩ kỹ chưa? Rồi, rồi. Dạ. Dạ xin phép xin chào anh chị nhé. Rồi xin chào cô em nhé. Dạ. Rồi xin chào anh có dạ. thể anh giới thiệu anh tên gì? Dạ em tên Phùng Trấn Thành. Phùng Trấn Thành. Thành. Anh Thành dạ. nha. Dạ. Ồ, em cũng tên Thành luôn. Dạ. Anh Thành nhiêu tuổi rồi? Em là mấy tuổi? 68. Bao nhiêu? 68. 68 luôn hả? Dạ. Tám trẻ chứ vậy. 68 là màu thân hả? Dạ. Ôi tuổi này sướng lắm này. Hôm nay anh đi về đây cùng với ai đây? Anh đi cùng với ai? Dạ em cùng với vợ với con trai. À vợ con trai hả? Dạ. Rồi, hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em tìm ai đây? Dạ, tìm con. Tìm con hả? Con gái hả? Dạ. Con gái anh luôn hả? Dạ. Ồ, giống anh ha. Dạ. Con gái giống ba. Con gái giống ba là sướng lắm nè. Con gái nhà tên gì? Tên Phùng Gia Ưng. Phùng Gia Ưng luôn hả? Dạ. Rồi, cảm ơn anh nhé. Dạ. Rồi, xin chào chị gái. Dạ. Chị cho em biết là chị tên gì? Dạ, em tên Nguyễn Thị Nữ. Nữ hả? Nữ. À. Nam nữ. À, chị nhiêu tuổi rồi? Em 1975. 7 năm, 68, 7 năm. 7 năm, nói chung là anh chị nhìn cũng trẻ ha.
Tuổi thì nói chung là tuổi này thì cũng không trẻ nhưng mà nhìn người lại trẻ. Chị hiện nay đang ở đâu? Hiện đang ở 206 lô F chung cư Nguyễn Trãi. À, chung cư Nguyễn Trãi, thành phố hả? Dạ, thành phố. Anh chị là quê thành phố luôn hả? À, em Cần Thơ gã lên thành phố. À, vậy là anh quê thành phố hả? Dạ. Chồng người gốc thành phố? Dạ. Chồng là người gốc Quảng Đông Trung Quốc mà chạy qua đây. Ồ, vậy là Quảng Đông Trung Quốc là vậy là mình biết nói tiếng Trung luôn hả? Dạ đúng rồi. Chắc chắn là người gọi là người Ba Tàu không ạ? Dạ đúng rồi, Ba Tàu. Bây giờ người ta gọi là người Ba Tàu, cho dễ hiểu đi. Vậy là chắc anh qua đây lâu rồi hả? À, ba mẹ qua lâu rồi mà nhưng mà ảnh sanh ở Việt Nam. À, dạ. Rồi cảm ơn chị nhé. Dạ. Rồi chào bé trai. Dạ. Cho chú hỏi đi. Dạ. Nha, ba mẹ thì mình gọi ba mẹ thì gọi cho chú hỏi là bé tên gì? Bé tên là Phùng Gia Ưng. Là chị ruột của em. Còn em tên là Phùng Tuấn Huy, em sinh năm 2002. 2002 hả? Dạ. Năm nay em 22 tuổi. Và em đang học ở bên Đài Loan. Và em có theo chồng của chị về đây để tìm chị nhưng mà vẫn tìm chưa được. Em đang làm công việc gì bên Đài Loan? Dạ em đang làm khách sạn. Khách sạn hả? Dạ. Vậy là em phiên dịch hả? Dạ. Mình học tiếng lâu chưa? Em học cũng được 3 năm mấy, 4 năm. Vậy là cũng biết nhiều đúng không? Dạ. Nhưng mà có thể hết rồi, chưa hết rồi đâu. Thì cũng 70%. Ok, cố gắng ha. Dạ. Rồi gia đình mình hôm nay về đây mục đích chính là tìm người thân. Dạ. Nhưng mà tìm đây là người thân, đây gọi cô dâu hả? Dạ, cô dâu. Khi nào cưới em? Cưới 2 tay tháng 10 rồi. Cưới rồi hả? Dạ. Vậy là cô dâu rồi. Cô dâu rồi, chỉ chờ ngày ra phỏng vấn là bay thôi. Ôi giời. Chỉ ra ngày phỏng vấn là tháng 6 là bay rồi. Bay đi đâu đây? Bay về nhà chồng. Bây nhà chồng, nhà chồng ở đâu? Nhà chồng ở trên Đài Bắc. Đài Bắc? Dạ. Cái khu đó gọi là Đài Bắc. Thành phố nó lớn không? Dạ. Đài Bắc là lớn hả? Cái đó là ngay trung tâm luôn. Hoành tráng đấy. Dạ. Vậy là bên đấy là chắc nếu có điều kiện này. Dạ đúng rồi. Rồi xin chào chị gái nhé. Bây giờ em tiếp tục cũng trò chuyện với chị đi cho dễ ha. Trò chuyện với chồng chị và mà con trai thì xíu nữa nha. Chị cho biết hiện nay chị đang làm công việc gì? Em làm tạp vụ ở trường trường gì ta? Thôi làm tạp vụ đi. Anh ngữ thượng đỉnh. À vậy hả? Chắc lương ổn định ha. 5 triệu hả? Năm ít vậy? Sao đủ sống? Sống ở thành phố mà sao sống? Thế còn anh làm có gì? Anh làm lắp ráp bóng đèn, ai kêu thì đi, không có kêu thì không có có khách. Vậy là cũng không ổn định lắm à. Gia đình mình nhà 2 người con hả? Dạ. Yeah. Kinh tế gia đình mình có ổn không? Thì nói chung ăn đủ sống thôi. Mình có nhà thành phố không? Dạ không, ở chung với gia đình. Chung gia đình bên chồng hả? Dạ. Dạ, cha mẹ lẻ lại. Nhưng mà cái nhà lớn không? Nhiều người ở không? 3 phòng. Nhiều người ở không? Chung cư. 3 người chưa có gia đình với gia đình em thôi. Vậy thì cũng được thôi ha. Nói chung ở đất thành phố thì nó cũng hơi chật hẹp ha. Dạ. Thế là chị cho em biết là cái lý do tại sao mà con gái chị lại cưới chồng này, em chưa hiểu cái nguyên nhân, là chị cho em biết là rõ là đầu đuôi cái câu chuyện này. Dạ. Con gái chị là 24 tuổi ha. Dạ. Đang hiện nay đã ở Việt Nam là học hay là làm công việc? Nó đã đi Đài, từng học ở Đài. Biết tiếng hả? Biết tiếng luôn. Rồi nó về hồi tháng 3 năm ngoái nó về chơi, là chỉ bảo lưu thôi. Rồi nó thấy ở nhà bảo lưu ở không, cũng không có việc gì làm. Rồi nó đi làm thu ngân ở cấp mát Lạc Long Quân. Rồi xong rồi nghe bạn bè nói là trên cái trang này có giới thiệu lấy chồng người nước ngoài. Thì nó giới thiệu rồi nó đi ra. Nó nói là chỉ là đăng lên chơi thôi, sao tự nhiên ngày mai người ta kêu đi thiệt thì em đi cái đó. Cái đi xong thì gọi là mẹ dắt con đi đấy. Dạ đúng rồi, đi dắt con đi tuyển chồng đấy. Đi xong rồi nó trúng được hàng này thì nó cũng thích, hai đứa đều thích hết. Đám cưới đều vui vẻ, cái gì nhưng mà vui hết. Nhưng mà đám cưới gặp cái đám cưới luôn hả? Không, đang gặp phải ăn về nhà mình ăn. Là con chị đăng trên mạng, tìm trên trang trên mạng. Đúng rồi. Là muốn tìm chồng người nước ngoài. Đúng rồi. Xong mà hai bên hẹn gặp nhau hả? Không, có mình đến chỗ cái khách sạn mình. Người ta chờ sẵn rồi đấy à? Đúng rồi, nó chờ sẵn rồi, cái mình đến mình ngồi đây thì người ta thích ai người ta chọn người đó. Ồ, chọn luôn hả? Đúng, chọn người đó. Là hàng tuyển đấy. Giờ chọn người đó thì người ta ngồi đây người ta chọn mình, người ta ok mình. Thì rồi cái người ta đến nhà người ta xem nhà cửa mình. Rồi chị cho em khoan này, em ngắt lời này. Hôm đó là đi chọn để cho người nước ngoài, là người ta chọn những gọi là cô dâu Việt Nam đi. Đúng. Là lúc mình ngồi có đông người không? Đông cô dâu không? Đông, nhiều cô dâu lắm. Mà chọn con gì luôn? Đúng. Vậy bao mình... nhiêu người nó không chọn, nó chỉ chọn con bé này. Vậy là theo chị là đây là gọi là may mắn hay là không may mắn? Theo chị đến giờ phút này. Em thấy là
em mới hỏi là cái này là tự con chọn, thì con thích thì má chỉ đại diện đứng ra làm thôi. Nó nói ok. Nhưng mà có ai là người rất mai mối không? Không. Không ai là mai hả? Không, tự nó đi, tự nó chọn, em chỉ đi theo nhìn coi người ta như thế nào, có đàng hoàng không. Ồ, dễ dàng vậy hả? Dạ. Chứ cái này không có qua mai mối à? Dạ không. Vậy rồi là mình chọn xong đó là mình có dắt nhau đi không? Có chứ. Dắt nhau đi luôn hả? Không, chọn xong rồi nó cái thằng rể này nó đến nhà mình coi nhà cửa là đi ngay nào. tức thì lúc bây giờ chiều lại là nhà mình coi nhà cửa mình như thế nào. Mời gia đình họ hàng ra ăn uống để tìm hiểu. Không, đi lên nhà hàng ăn uống tìm hiểu. Giờ nó quỳ lại, con này nó cũng quỳ lại, nó cũng phải ra mặt, ra mặt đi là mình thắng, mình sẽ cho nó xin lỗi, cho nó một cơ hội. Mà con này nó giận tới giờ này không nói chuyện, không gọi điện, không gì hết. Chị cho em hỏi này nhé, cái hôm mà tổ chức đám cưới xong á là mình là hai là con chị ấy, con gái chị và người con rể, người nước ngoài ấy, là người Đài Loan này là có đi chơi với nhau, đi nghỉ chỗ khác không? Không, chỉ ở khách sạn gần nhà em thôi. Là ở khách sạn là con chị ở với người ta đúng không? À. Là con là hai bên là cưới là thành vợ chồng rồi. Ăn uống đi chơi, ăn uống đi chơi với gia đình. Em có đi chơi gia đình ba mẹ nó qua đây luôn với thằng trai này nữa. Có nghĩa rằng con chị là đi chơi riêng với người ta rồi. Dạ. Mình nói như vậy cho dễ hiểu đi. Dạ đúng. Nhưng mà đến giờ phút này là từ hôm cưới giờ lâu chưa? Bao nhiêu thời gian rồi? À, tháng 10, 10, 11, 12, 1, 2, 3, từ năm là sắp 8 tháng rồi. Ôi trời, cưới 8 tháng à? Ừ. Vậy là thế là xong là con chị đi đâu mà lại giờ mình phải đi tìm? Cưới xong là mình là sao phải đi tìm? Cưới xong là theo cái luật là mình ở đây phải chờ hàng này nó có qua lại 2-3 lần rồi để đi đại sứ quán để làm giấy tờ để phỏng vấn. Phỏng vấn xong được mới đi. À, cứ như không đâu có đi được. À, thì phút cuối này là 17 tây tháng 4 này thằng chồng có về chơi, mà thằng chồng nó đã nói là nó về với bạn, nó đi tìm bạn, cho nên con này chắc nó giận cái câu này, sao không nói đi về tìm vợ mà đi tìm bạn. Rồi em mới nói ủa chồng sắp về rồi mà sao vậy. Nó nói không quan tâm, nó nói đi tìm bạn thì cho nó đi tìm bạn đi. Là con chị bảo với chị vậy. Dạ. Thế con chị quyết định bỏ đi, bỏ nhà đi lâu chưa? Quyết định là gì? Nó nói với em, nó gạt em. À, nó cần ký vali của nó, hai cái vali 42 kg. Nó nói là má ơi, tối 25 á, nó nói má ơi con gửi đồ lên quận 12 cho bạn con ở bên Đài về, con gửi cái vali này đem về bển để trừ tiền nhà trọ bên kia, chứ không thôi con đem qua bển á con đòi lại tiền nhà trọ là bạn không trả đâu. Rồi em mới nói là chồng con sắp qua rồi, gửi nó đem về đi chứ cần gì con gửi bạn. Rồi mới gọi điện cho thằng trai, mấy cái đồ đạc của mình quý giá mình gửi cho bạn mà sao không tin tưởng chồng mà tin tưởng bạn đó. Cái xong rồi em mới hỏi vậy hồi người ta đừng gửi chưa, nó nói hồi rồi. Cái sáng em đi làm về, em nó thích ăn chè ăn chú gì đó em hay mua về em không thấy nó, vậy em khóc quá trời. Em mới hỏi đi đâu vậy dánh, tiếng Quảng Đông á. Rồi nó nói đi chơi á má. Cái em mới hỏi chừng nào về, cái nó nhắn mưa mai về, cái xong nó thu hồi tin nhắn. Cái em mới nói ngày mai về hâm đồ ăn lại đi nghe, cái nó thả tim. Rồi xong cái nó không có liên lạc em gì hết. Rồi nó có liên lạc với con nhỏ bé ở nhà chung nhà em, là con bé nó biết nghe mà không biết nói. Nó chụp những mấy cái hình mà em tìm ra được là ở Bình Dương nè. Rồi hôm qua tẩy tay á, em có đến đây tìm, mà tìm em đưa giấy chứng minh của nó là đưa đến công an là tìm coi bé này có tạm trú tạm vắng ở đây không, mà đi ba đoàn là nói con bé này không có tạm trú tạm vắng ở đây. Rồi cái nó mới nhắn tin về, em sợ là bị người ta lừa đảo bỏ bùa mê thuốc lú gì đó, nghe lời bạn bè. Rồi với nó hay lướt trên mấy cái trang web là đi tìm công việc. Rồi cái nó mới nhắn tin về là 10 tây tháng 3, nó nói là con đi làm cuối tháng con về. Thì em cũng tin tưởng hồi nào giờ nó không có nói dốc. Thì em cũng nói với thằng chồng nó, thằng chồng nó cũng qua đây một tuần tìm nè, là nó đi cuối tháng nó về, thằng này cũng ngồi chờ đợi cuối tháng để có thông tin. Mà cuối tháng không có về, rồi em mới điều tra ra được cái chỗ nó ở là Bình Dương chỗ này đó, chứ nó nói đi quận 12 thật. Vậy là người chồng Trung Quốc á, quên người chồng Đài Loan á. Dạ. Là có về đi tìm vợ hả? Có. Về rồi, về hiện 2 lần rồi, về 17 tây về rồi, mới 4 tây về, 8 tây hôm qua mới về nè. Là hiện nay là mất rất nhiều công sức để đi tìm vợ đúng không? Đúng rồi, bỏ hết tất cả về tìm vợ với mẹ chồng nữa. Mẹ tao theo chị ấy, là con chị tại sao phải quyết định bỏ chồng, trốn chồng, một cô dâu phải nói là rất trẻ này, mới tổ chức đám cưới xong mà lại trốn đi ngay.
Em nghĩ là chắc do mâu thuẫn thằng chồng nói chuyện với nó như thế nào nó chán. Con chị trốn đến giờ phút này chị có nhớ chính xác khoảng bao nhiêu tháng rồi không? Nhớ, nó đi 26 tháng 3. Đến bữa nay chính đây là đúng 1 tháng 13 ngày. 1 tháng 13 ngày? Dạ. Là trốn luôn 1 tháng 13 ngày? Dạ, không liên lạc được. Là bạch vô âm tín luôn đấy. Âm tín luôn, không liên lạc, không nói chuyện gì với em. Em nhắn tin nó có trả lời. Bữa 20 tây á, em nói là chồng con tối nay ra sân bay, con về nhà đi, ba má rất là nhớ con. Nó nói kệ ổng đi, ổng tự đi được mà lo cái gì. Nó nhắn vậy đó. Đến giờ phút này là chị sợ nhất điều gì? Sợ nhất là mất con. Bây giờ em nó thành không thành em cũng không có quan tâm. Nhưng mà nếu bây giờ con chị á quay trở về, hoặc liên hệ cho gia đình mình, hoặc liên hệ cho các anh em hiệp sĩ đây, là con chị hối hận là vì đã chọn một người chồng quá sớm như thế này. Dạ. Con lại suy nghĩ chưa kỹ. Dạ. Mà con chị muốn thay đổi ý định. Dạ. Thì chị có đồng ý không? Đồng ý. Có là bây giờ là mình không có không ép. Ừ. Cho quyền lựa chọn. Ừ. Lúc trước là mình cũng đưa con đi để lựa chọn. Nhưng chị... mà nó tự chịu. Nhưng mà chị có xúi vô là dạ, dạ không có. Không xúi, không ép gì hết. Còn em cũng nhắn tin nè, với thằng trai nó nhắn tin nè. Bây giờ không thích nữa thì ra cái ly dị là xong. Ly dị nhưng mà chưa đăng ký mà. Chuẩn bị nè. Nhưng mà chưa đăng ký. Chưa đăng ký nhưng mà mình phải ra để báo cho người ta biết là. Có nghĩa là mình báo cái thông báo thôi chứ mình chưa đăng ký. Dạ đúng rồi. Thì chưa phải liên quan gì. Chỉ đọc đơn thôi. Chỉ chờ ngày phỏng vấn thôi cũng sắp rồi. Thì bây giờ mình không phỏng vấn nữa là thôi. Không, nhưng mà nếu mà muốn hủy cái phỏng vấn đó thì phải vợ có người, chồng mới hủy được. Một mình chồng thì không có thể nào mà làm được cái đó. Là phải có mặt tại hiện trường. Bởi vì em nói không thích nữa thì cũng phải ra. Chứ nếu mà một mình thằng này hủy không được. Nhưng mà tới hiện giờ thì cũng 1 tháng hơn rồi, cũng không có tin tức gì về chị em. 1 tháng 13 ngày. Dạ đúng rồi. Con chị trước khi bỏ đi thế này là đem theo những cái gì đi? Đem 2 cái vali 42kg với một cái túi rồi em cầm. Em thấy nó hôm qua buổi tối nó đang soạn soạn đồ, em hỏi cái bịch này bịch gì, nó nói giấy tờ của ổng. Có đem tiền vàng bạc đi không? Có. Có nhiều tiền không? Tiền trong tài khoản chồng cho cũng có nhiều rồi không? Tiền nhiều khoảng nhiêu? Tiền đô khoảng 1.200. Rồi tiền vàng khoảng mấy chục triệu, cả 100 triệu đó. Là tiền nó tự kiếm được. Đi xe đi bộ? Em không biết đi bằng cái gì, em đi làm. Nhưng mà nhà chị còn xe không? Còn hai chiếc xe hai chồng. Nhưng mà không đi xe của nhà. Không đi xe nhà. Còn ra ngoài đi bằng cái gì không biết. Chắc đi taxi hay là gì đó. Tại vì chị có đem theo vali nữa nên là chắc sẽ đi mấy cái xe đó thôi. Chắc là đi taxi đúng không? Dạ. Dạ. Đi tối hay ban ngày chị? Đi ban ngày, buổi sáng 8 giờ mấy. 8 giờ mấy sáng hả? Dạ, mấy người hàng xóm nói. Từ hôm đi đến giờ phút này là chị không gọi được luôn. Không gọi, không trả lời, không liên lạc. Hiện nay còn đổ chuông không? Không đổ chuông luôn. Tắt máy luôn hả? Tắt máy luôn. Các thông tin mà trên mạng ấy, ví dụ như là Zalo, Facebook thì còn xài không? Nó chặn em hết rồi Zalo. Chặn luôn hả? Chặn hết luôn. Chặn em tất cả số điện thoại gì cũng chặn. Chị cho hỏi trước đây thời điểm mà trước thời điểm đó một thời gian là con chị đã từng quen hoặc yêu ai đó ở Việt Nam mình, chị có biết không? Dạ không, nó chỉ đi học bên Đài về thôi. Nó không có bạn bè gì hết. Là chị chắc chắn là không có bồ bịch gì bên ngoài đúng không? Dạ, dạ đúng rồi. Nó chỉ đi học về, nó chỉ bảo luôn về đây rồi nó thấy ở nhà buồn rồi nó đi làm thu ngân vậy thôi. Thế em nghĩ là cái một cái tình yêu này, một cái đám cưới này là tổ chức là quá sớm và quá nhanh. Thời gian quá nhanh, quyết định là một cái phải nói là suy nghĩ, đây là một quyết định phải là cả một cuộc đời. Cho nên suy nghĩ đôi khi là những con chị đồng ý là hai mấy tuổi thật, tuổi trưởng thành nhưng mà suy nghĩ chưa chắc thể hiểu được đâu. Suy hiểu năm cạn đó chứ. Đúng không? Nhiều khi người lớn người trưởng thành mà suy nghĩ còn sai lầm. Dạ. Vì vậy đây quyết định một cái đám cưới tổ chức để quyết định lấy một người nước ngoài là đôi khi là suy nghĩ nhiều, đôi khi bồng bột. Dạ. Suy nghĩ chưa tới. Dạ. Nhưng đến giờ phút này có đôi khi cưới xong rồi, một vài ngày sau thấy hối hận một cái điều gì đó mà đôi khi con chị không nói chuyện ra được. Nó không nói. Đến giờ phút này con chị quyết định bỏ trốn. Chứ không có lý do nào mà con chị đồng ý lấy người ta mà con chị đến giờ phút này bỏ trốn như vậy. Nó chưa cho người ta quan hệ gì hết. Đi nhà nghỉ, đi khách sạn nào mà không làm gì nữa hả? Không, tại vì thằng kia tôn trọng nó nói nó nói là để làm giấy tờ xong về bển hết đi rồi mấy làm cái gì làm. Thằng kia rất là tôn trọng vợ, là không làm gì hết. Con gái cũng nói thường xuyên với em. Về hôm qua thằng rể có đến nhà ngày năm thằng dễ có đến nhà, thằng dễ cũng nói ra là nó rất là thương vợ, rất là tôn trọng, nó không sờ mó con vợ cái gì hết. Không được, nói chung không đụng chạm gì. Không đụng chạm hết. Là đi ngủ khách sạn với nhau là chỉ có tâm sự thôi. Chỉ ngồi nói chuyện ăn uống chơi giống như bạn bè vậy thôi, chứ thằng này rất là thương nó, rất là tôn trọng, cứ đợi khi nào về bên kia mới làm.
nói chung là đợi bên kia thì về mình làm thủ tục khác sau đúng không? Dạ. Nhưng mà đã đồng ý chính thức là đồng ý đám cưới rồi thì cái chuyện đấy nó là bình thường mà. Mấy bà kia nói là đã là vợ chồng rồi tại sao không cho người ta quan hệ sờ mó gì hết, con nhỏ này sai. Rồi thằng này nó tôn trọng quá, tôn trọng không có ai như thằng này hết. Có khi nào ông này ông ấy lại bị liệt không? Không. nhiều khi ông này ông tướng đang liệt ra. Không, ông rất là hiền. Ông PD rồi. Chứ làm gì có chuyện mà mỡ lên miệng mèo mà mèo cũng thịt này đúng rồi. Không ăn được đúng không? Không. Tại vì nhưng bây giờ em hỏi này, như anh như trước anh quen chị ấy là khi mà đồng ý là anh có thịt không? Có thịt không? Mình nhai luôn đúng không? Nhai. Yeah. Đúng không? Anh có nhận không? Đây là mình nói câu chuyện vui nhưng nó là thật. Yeah. Mà thời bây giờ hiện đại hơn nhiều. Thời ngày xưa. Yeah. Bây giờ mạnh mẽ hơn nhiều, giới trẻ bây giờ nó khác với ngày xưa rồi. Yeah. Bây giờ quen nhau yêu nhau là người ta thuộc về nhau rồi. Yeah. Đó mình nói như vậy để cho dễ hiểu đi, bởi vì nhiều từ nó thì người ta đang chấp đó. Đang chấp tại sao mà không có ai mà đã là vợ không cho người ta đụng. Bây giờ nếu con chị quay trở về ngay tức khắc. Yeah. Ngay cái video này. Yeah. Con chị nói là bây giờ về hồi lại không đám cưới nữa. Yeah. Và xin rút lui. Yeah. Và không đi nước ngoài nữa. Yeah. Chị có đồng ý không? Đồng ý. Quyết định là đồng ý đúng không? Dạ. Yeah. Chứ nếu không có tình trạng như thế này là cho ý kiến của nó chứ em không có quyết định được cuộc đời của nó. Mình hoàn toàn là không ép buộc đúng không? Đúng. Chứ ép buộc là đôi khi là mất con hoặc là con từ đầu tới cuối không ép. Hoàn toàn là gia đình mình không ép buộc. Dạ đúng. Anh trai thì ý anh sao? Anh có đồng ý không? Dạ em đồng ý. Anh có đồng ý cho con lên nước ngoài hay là không? Cái đó nó tự chọn chứ nó tự chọn thôi. Em muốn đâu không có ép. Gia đình hoàn toàn là không ép buộc. Gia đình đó là có bao nhiêu ăn bao nhiêu chứ không đi mượn vay ai. Theo em trai là theo em thì cuộc tình này của nó như thế nào? Theo em. Em đã từng sinh sống tại nước ngoài mà đã từng mình tiếp xúc với rất nhiều người nước ngoài. Theo em thì cái này cũng là do chị của em tự chọn và cũng phải tự chịu thôi. Nếu mà bây giờ có hủy thì chị em cũng phải ra mặt để làm cái ly hôn đó hay là ký giấy gì đó thì cũng phải có mặt chị em tại hiện trường. Nhưng mà cái ngày mà phỏng vấn thì sẽ là vào ngày 20 tháng 5. Nên là bây giờ trước ngày 20 mà chị em không về thì em cũng không biết cái người đó sẽ xử lý như thế nào và pháp luật sẽ vô cuộc thì em có đó em cũng không biết được tại vì em cái này em cũng không có gành nữa. Trước đây mình cứ xúi vô là chị ơi, ông này được lắm không? Không. Từ đó giờ chị nhắn tin hay là đi chơi đồ tất cả đều là do chị em tự quyết định, mà em không can thiệp vào, mà em chỉ là chở chị em đi chung thôi. Tại vì chị có nói với em là chị nói là chị qua đài thì chị đi học đi làm chán rồi nên là chị muốn kiểu như là bây giờ mình cưới được chồng thì bây giờ mình không cần đi học nữa thì mình vẫn được đi làm bình thường nhưng mà mình cũng không cần đi học thôi, nên là chị em nghĩ đó là cái quyền lợi khi mà lấy chồng ở bên nước ngoài. Nhưng mà giây phút cuối thì chị em quay xe thì em cũng không biết là thế nào nữa. Thì cái đó quay, là do quay xe 180 luôn. Gia đình mình có ngờ được cái chuyện này xảy ra không? Không ngờ. Nhà cô chú cũng không ngờ luôn. Nhưng mà chồng gọi điện vẫn trả lời á. Bây giờ gọi điện trả lời không? Không trả lời. Chồng nói bây giờ thích không thích thì ra nói chuyện đi là trả lời mày nói phải không? Đó rồi thằng chồng mới qua đây nói cho mình nghe vậy đó. Thế là cuối cùng giờ cũng không gặp nhau luôn. Không nói chuyện luôn. Nhưng mà ông tướng này Đài Loan này là sai lầm, nói phải em này em nhai sống luôn. Mình nhai sống từ đầu rồi. Tôn trọng quá trời. Không, tôn trọng mình phải nhai. Ai cũng là tôn trọng. Đúng chưa? Quá trời, đúng mình không? Nhai giờ mình đâu có thiệt đâu, nhai sớm rồi thì bỏ vậy thiệt. Ai cũng nói mày ăn trước đi rồi nó cũng đợi mày không ăn ai kêu. Đấy không ăn giờ ông khác không ai ăn rồi. Tại vì chồng của chị em á hiền lắm, ổng hiền khô à, kiểu như là mình mà muốn đi đâu chơi thì em ở bên đài này thì ổng mới có nói với em là em mà muốn đi đâu chơi hay gì thì cứ qua nhà ổng thì ổng dắt đi chơi bình thường. Xong rồi ổng mới cứ hay hỏi em. Thăm em là có thích ăn gì không hay là có muốn đi đâu chơi không thì ổng qua ổng chở. Xong rồi ổng là kiểu như ổng rất là hiền luôn, xong rồi ổng hay hỏi thăm về ba mẹ em rồi chị em, hỏi là chị em bây giờ chị em là không có đi làm tại vì đang đợi phỏng vấn, nên là ông chồng ổng có hỏi là bây giờ chị em có cần tiền hay là muốn đi học hay là muốn học cái ngành đó là gì không. Xong rồi thì chồng em sẵn sàng cho tiền, nhưng mà chị em thì cũng có muốn đi học cái gì đó thì em cũng không cần nữa, mà em là biết là chỉ muốn đi học cái gì đó là để mốt sang đại thì còn biết để làm cái đó. Xong rồi nhưng mà tới phút cuối cùng thì chị em cắt liên lạc hoàn toàn luôn. Cái người mà gọi là người anh rể em tương lai ấy, là bên đó có khá giả không? Dạ ổng thì ổng giàu ở bển thì ổng có một cái đó gọi là cái một cái trung tâm thương mại mà kiểu như là mình chuyên gia bán về cái tất cả các đồ gia dụng nè, chén đũa bát rồi tất cả các đồ liên quan thì
nhà ổng ở ngay Đài Bắc thì chỗ đó thì nhà thì cũng mắc á, kiểu như là nó ngay thành phố luôn rồi chỗ đó. Thế là rất khá giả đúng không? Đúng rồi. Kinh tế rất ổn. Thì ổng nói thì nếu mà gia đình em có khó khăn gì thì ổng sẵn sàng ổng giúp. Nhưng mà tới khúc cuối thì em cũng không biết. Khúc cuối là gì nè? Ổng bên ngày sinh nhật con gái em. Rồi con bé nó giận. Rồi xong hồi bữa hôm qua đây ổng có gửi tiền cho em để cho nó. Rồi em mới kêu ổng chụp đi, nói là chồng gửi cho mà má rồi thì cứ về lấy đi. Rồi nếu mà ổng về á là ổng sẽ bù gấp đôi. Ổng nói vậy. Nhưng mà chị em thì không có thèm tiền của ổng, chị em cũng không có thèm lấy tiền của ổng nữa. Nên là chị em nói là tại vì chị em có đi làm ở bên Đài nên là tự kiếm được một số vốn cũng khá là lớn nên là chị em có thể tự bươn chải được, nên là tới giờ chị em đã trốn được một tháng mấy rồi nên là toàn là xài tiền của mình tự làm ra không. Nên là em cũng không biết. Cái này cũng hơi khó xử đúng không, cho gia đình mình đúng không? Cái này là do giận chồng đó. Rồi thằng chồng gửi đồ, gửi tiền gì qua, nó nói là từ đây sắp tới lễ lộc gì với tiền gì của mày á, mày đừng có gửi về tao không lấy đâu. Đó. Bây giờ chị có điều nào muốn chia sẻ trên video này bằng cái tâm của chị, để hy vọng là con gái chị xem được, con gái chị suy nghĩ lại sớm trở về. Thì em mong bây giờ con còn thương nữa thì về, thì thương không thương cũng phải về, để nói ra một lời giữa hai bên để biết là nếu mà con đồng ý đến với chồng thì đến, không đến thì thôi, má không có ép. Đó là do quyền con quyết định. Còn bây giờ thì đồng ý là một cái đám cưới rồi, nó diễn ra rồi, nhưng mà bây giờ thì thôi, do giới trẻ tự lựa chọn đúng không? Đúng. Rồi cảm ơn chị nhé, rồi chào anh trai. Anh hãy nói điều gì đó để cho con gái anh xem được thì video này. Người ba mong con trở về. Mong con trở về thôi. Con gái anh trước ở nhà thường thường trò chuyện tâm sự là thường thường nói chuyện với ai nhiều? Tâm sự với mẹ. Nói chuyện với em nhiều. Với em trai với mẹ. Em trai nói với mẹ. Nói chung là hòa đồng, không có cái gì chân mà nó rất là hiền nữa. Em sợ là đi ra ngoài bị bạn bè gạt, là sợ bị giam lỏng hay là cái gì đó cho nên không về được thôi. Chứ nó rất là ngoan. Mỗi lần em đi làm về tới, chưa tới em nhắn tin con nấu canh trước đi rồi lá má về làm đồ ăn này kia nọ, là nó trả lời tin liền. Rồi nó đi chùa đi đâu nó cũng nói hết. Nó còn tìm một cái chùa cho em để đi làm về để ngồi đọc kinh niệm Phật nữa. Nó cũng vậy, nó cũng đi chùa nữa. Rồi cảm ơn chị. Rồi em trai này, em có điều nào muốn chia sẻ trên video này, hy vọng là chị gái của em xem được. Em hy vọng là chị em xem được cái này thì chị em chỉ cần quay về thôi, giờ chị muốn gì là gia đình của em đều đáp ứng hết. Bây giờ chỉ cần chị ra mặt trước ngày 20 tây tháng 5 này thôi, tại vì cái ngày đó rất là quan trọng. Nếu mà chị không ra thì cái người chồng của chị thì sẽ rất là khó khăn trong cái việc kiếm vợ sắp tới nếu mà không thành. Về trước 17 tây đi kêu. Nếu mà được thì mong chị về trước 17 tây để mà xử lý tất cả các việc bây giờ. Mọi chuyện lẽ ra thì nó rất đơn giản, lẽ ra là tiến hành thì giờ là chấp phút này chắc là chuẩn bị đám cưới rồi đúng không? Dạ. Tất cả chuẩn bị là chuẩn bị là đưa sang phỏng vấn để sang nước ngoài. Xong là sang là đi luôn. Dạ. Đi luôn. Là chính thức là mình là một người nước ngoài rồi. Dạ, đúng không? Là một cô dâu bên nước ngoài rồi. Dạ. Nhưng đến giờ phút này bỏ trốn là 1 tháng 13 ngày ha. Dạ, đúng rồi. Rồi cảm ơn những cuộc chia sẻ của toàn thể gia đình mình. Dạ. Rồi hôm nay gia đình mình về đây nhờ anh em mình xin Dương ghi nhận đăng tin để tìm con gái, đặc biệt con gái bỏ trốn vì lý do là yếu tố là lấy chồng nước ngoài. Còn chưa biết là cái cụ thể cái câu chuyện này như thế nào. Hy vọng là các cô chú anh chị hãy chia sẻ nhiều hơn nữa video này. Thì gia đình mình có đồng ý cho anh em Hiệp sĩ Bình Dương chia sẻ tất cả thông tin này lên tất cả trang mạng xã hội để sớm tìm được con gái không? Có. Đồng ý nha. Dạ cảm ơn gia đình mình nhé. Chúc gia đình mình thường lộ nha. Dạ kính thưa cô chú anh chị ạ, đây là một cái câu chuyện tiếp theo, một cái câu chuyện thực sự là nghe thì cũng rất đau lòng, rất là thương cảm cho đại một gia đình. Đặc biệt là bậc làm cha làm mẹ ai cũng mong muốn là cho các con mình có cuộc sống sung túc và hạnh phúc. Nhưng mà không hiểu lý do nào đó mà con đã lựa chọn mà có thể là sai lầm đường gì đó. Và đến giờ phút này gọi là phút cuối thì con quyết định là bỏ trốn ra đi. Hy vọng là bé gái này nếu xem được video này thì hãy quay trở về cùng gia đình. Nếu vì lý do nào đó mà không về được thì có thể liên hệ giúp anh em Hiệp sĩ Bình Dương theo số điện thoại 0913 785858 để anh em đi tìm cách để giúp bé quay trở về nhanh nhất có thể. Dạ rồi em xin phép chào chị. Chị có thể giới thiệu chị tên là gì? Em tên Quỳnh Thị Sinh. Chị là quê quán ở đâu? Quê Sóc Trăng. Hôm nay chị về đây nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp đỡ gì đây chị? Nhờ anh em hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giùm cứu con em về. Là tìm con đúng không ạ? Tìm con em về. Con chị họ tên là gì? Quỳnh Thị Thảo Nguyên. Bé năm nay nhiêu tuổi rồi chị? 14 tuổi. 14 tuổi ha. Bé bỏ đi lâu chưa chị? 6 tháng à. Trời đất ơi. 14 tuổi. Dạ. Mà bỏ đi 6 tháng rồi. Dạ.
Sao 6 tháng rồi mà hôm nay chị mới về đây? Em không biết, là nó cũng liên lạc về thì nó nói nó đi theo bà chị bán trà sữa cho bà chị. Nó nói vậy đó. Chứ rồi gần lúc mà gần lễ nè mới nó mới điện về nó khóc, nó nói mẹ hỏi nó khóc. Cỡ 7 giờ mấy hỏi vụ gì khóc nói cho mẹ nghe, rồi nó nói con đi vô con tiếp bia. Trời ơi. Tiếp bia chung với nhỏ tiếp viên á, mà nó ra nó nói con không uống thì ông quản lý vô hỏi con trả lời con nói gì cái ông bà vô ông tán con. Trời ơi. Lâu chưa chị? Ra bữa gần tới lễ 30/4. Con gái mình có chia sẻ là mình làm ở quán nào không? Quán nó điện về nó nói là mẹ ơi con làm ở Cần Thơ Thái Lai Cờ Đỏ Lộ Tẻ đi vô. À mẹ đi tới Lộ Tẻ mẹ hỏi quán karaoke Thanh Trúc ai cũng biết. Cái sự việc này gia đình nhà mình từ khi con bỏ đi á, mình đã trình báo cơ quan chức năng công an chưa? Chưa, em chưa có trình báo tại vì không biết. Lý do gì mà mình không trình báo cơ quan chức năng công an? Đâu có biết là nó đi bán quán đâu, nó nói là nó đi giúp việc cho bà chị. Ôi trời đất ơi. Nó nói gì đó. Hôm nay là chị về đây với ai đây? Em đi lại với ông anh chạy xe với thằng con em ạ. Rồi ông xã chị đâu? Ông xã em đi phụ hồ. Chị là được mấy người con? Em ba đứa. Nhỏ gái đó với hai đứa nhỏ, một đứa 4 tuổi với một đứa 6 tuổi nhà nữa. Vậy cái sự việc này con nhà mình bỏ đi là lúc đi là chị có biết không? Không, nó đi là em không biết. Nó nói là nó đi kiếm chuyện làm, nó đi bán trà sữa cho bán cho bà chị làm trong công ty. Giờ bà lấy chồng rồi, giờ bà mở trà sữa bán, đi phụ bán tới ba đứa là nó nói gì đó. Trời đất ơi, con nhà mình là không đi học nữa. Nó học mới lớp 2 là nó nghỉ rồi. Ôi trời ơi, sao lớp 2 là nghỉ rồi chị? Hồi lúc trước em gửi ông ngoại ở dưới quê em lên đây em đi làm, để tiền về rồi kiểu như là trời mưa trời gió quá rồi lội xa quá với ông ngoại ông già quá. Rồi em kêu hơn rồi nó nói thôi gì nói với ông ngoại nghỉ luôn. Rồi ông ngoại đưa nó lên trên đây ở đi, ông ngoại đi phụ hồ. Vậy là mới học lớp 2 là nghỉ học rồi. Mới học lớp 2. Vì lý do là trời mưa trời gió. Trời mưa trời gió với trường xa quá. Là mình ở Sóc Trăng hả? Em ở Sóc Trăng mà ở trong chung quê đi xuồng đi ghe không à. Vậy ở đó những bạn khác đồng trang lứa với con nhà mình có đi học không? Cũng có đi mà cũng có đưa rước thì con em nó cũng học được lớp 2 đó mà sao nó không chịu đi học đó. Lớp 2 cái này là do bố mẹ rồi, do thì cha mẹ rồi. Chắc do em á. Rồi ba trước kia là ba làm gì? Ông già em hả? Không, ý là ông xã chị á. Ông xã em hồi đó thì em gặp thì nó ở nhà nó không có làm gì trơn á. Nó chạy nhõng nhõng đi chơi vậy đó, không làm gì hết. Ông xã kìa. Thì đó. Ông xã sao lại nhõng nhõng đi chơi là nhỏng sao? Nhõng nhõng đi chơi vậy đó, rồi sau này mẹ nó mới làm chế cho nó đi lao động bên Singapore á. Ô, ông xã chị đi xuất khẩu lao động luôn hả? Đi lao động xuất khẩu bên Singapore rồi lấy vợ bên bển luôn. Ô, sao chị nói ông xã đi làm hồ là sao? Ông xã sau này đi làm hồ. Ông xã trước thì đi lao động xuất khẩu, ông xã trước có con bé đó đó. Vậy là chị lỡ đò rồi đúng không? Em... Vậy là bé này là con của ông xã đầu. Dạ. Còn ông xã sau là mình được hai đứa con hả? Hai đứa, một đứa 4 tuổi với một đứa 6 tuổi. Vậy là chị đẻ bé ra được bao nhiêu tuổi thì mình biết tin là ông xã đi nước ngoài và lấy vợ khác? Lúc em đẻ nó ra 8 tuổi, cha nó mới đi. Cha mới đi nước ngoài hả? Em chỉ nghe vòng vòng ở đó người ta nói thôi chứ em không biết, rồi sau này là em mới biết chính xác là nó đi. Là đi nước ngoài? Đi lao Ủa? Động bên Singapore. Ủa kìa, vậy là mình không có ở chung với nhau hả? Không có ở chung, lúc là em với nó em có bầu 4 tháng là em với nó cự là em đi về gia đình ruột em ở rồi, gia đình bên em á. Có bầu rồi. Bé này ha. Có bầu 4 tháng là em đi rồi, tới hồi em đẻ ra người ta nói là con mày, vợ mày đẻ con gái nó có chạy qua nó thăm. Thì nó nhỏ tuổi hơn em mà nó tuổi con Châu đó. Từ Châu là Châu nhỏ đó. Ba mấy tuổi đó. Châu là 85 hả? Còn chị năm nay nhiêu? Em 46 rồi. 85 là năm nay 39. Đó, chị 46 là nhỏ hơn 7 tuổi. Nó nhỏ hơn em 7 tuổi. Ngày xưa là mình làm mai hay là tự quen? Hai đứa tự quen. Chị cho em một tấm hình đi. Rồi chị ngồi đi. Vậy là mình quen thời đó mình có cưới không? Không có cưới, hai đứa gặp nhau ở chứ không có cưới. Thì có bầu rồi, ba nó là hai vợ chồng cự lộn cái là chị đi rồi. Rồi đi về nó. Rồi là ba cũng bỏ đi luôn. Lúc đẻ bé này ra ba có biết không?
biết ba nó biết sanh rồi rước trong nhà thương rước về, ba nó có đi lại thăm thăm có một bữa một gì đó, không có mua cái gì cho chứ rồi thăm rồi là đi về luôn. Thì là bản thân chị là nuôi con một mình hả? À nuôi thì đó, nuôi nó tới 8 tuổi luôn đó. 8 tuổi rồi mới gửi về cho ngoại. Gửi về quê cho ngoại rồi cho ngoại cho nó đi học. 8 tuổi là đang học lớp 2 đấy. À lúc đó em đi bên thành phố em giữ con cho người ta ăn tháng 8 triệu. Giữ con ở nhà người ta luôn. Ồ 8 triệu là cao đấy. Thì lúc đó giữ mày cái anh chị đó cũng thương lắm. Dạ. Ừ. Rồi sau đó về được bao lâu thì mình lại đi bước nữa? Cái về sau này cái về không làm nữa đi về con người ta lớn người ta gửi nhà trẻ rồi cái mình đi về về quê rồi cái nói thôi về quê giờ không có chuyện gì làm nói thôi để con đi lên vô công ty làm thời vụ rồi cái đi lên cái gặp anh này chạy tới chạy lui rồi cái ở anh này anh cũng đang có vợ ở với vợ cũng vợ hai vợ chồng cũng cự vậy đó không trời ơi đất ơi sao người ta đang ở với vợ mà mình quen chi hả à dạ hai vợ chồng người ta ly thân kiểu như là không có ở để chờ ngày ly dị thôi ly thân nhưng mà chưa ly dị mà vợ với ảnh là không có ở chung chị gan dữ hả sao lúc đó mình liều dữ hả à vợ anh ta cũng cho ở mà cho vợ, hả à vợ anh ta không có còn thương nữa là mình lúc đó là mình suy nghĩ kỹ chưa mà mình đi bước nữa hai em với ảnh quen cũng lâu lắm rồi nói thấy vậy thôi ảnh thôi vợ vậy thôi hai đứa sát vô lo làm ăn lận nuôi con thôi rồi vậy thôi rồi sau đó là con mình có hai bé ha dạ. Là mình ở chung hết một nhà không ở chung với em với chồng em với hai đứa này thôi con em thì nó ở với ngoại rồi hàng tháng mình có gửi tiền về cho con không thì nó ở kế bên nó chạy qua chạy lại ăn vậy nó đi làm thì ngày em cho nó 30 vậy là mấy tuổi là con nhà mình bắt đầu ra đời đi kiếm tiền rồi nó đi vòng vòng nó phụ quán cà phê gần gần nhà đó trời ơi lúc đó là mười mấy tuổi lúc đó thì nó 11-12 tuổi rồi 11-12 tuổi mà gia đình nhà mình đã cho đi kiếm tiền rồi hả thì cha làm kế bên vậy đó sáng cái em đưa cho 30 ngàn gì ở nhà ăn rồi em đi làm rồi nó nhà nó ra nó phụ ngay trước cửa vậy đó phụ người ta vậy đó khi mà mình cho 1 triệu gửi vậy đó em biết rồi cái tuổi đó là tuổi ăn tuổi học mà cái tuổi 11 tuổi là cái tuổi biết gì đâu đi làm chị này em hỏi này cái lúc đó cái động lực nào mà dẫn tới cái việc mà gia đình nhà mình quyết định cho bé ngừng học em hồi đó em làm trên thành phố rồi nó ở dưới quê với ông ngoại nó học rồi cái em mới nhớ nó em kêu ông ngoại chở nó lên cho em thăm chở lên rồi nó cũng không về nữa rồi em cũng không muốn xa nó vậy đó sao mình không xin cho học trên thành phố luôn rồi tới đó em đi làm ở nhà người ta thì người ta cũng nói để người ta nhận con nuôi người ta đưa nó đi học rồi em không chịu em thấy trên thành phố em sợ không chịu suy nghĩ gì đó mình cái hoàn cảnh của mình đã không có tiền mình đã khó khăn rồi mà con mình có một cái cơ hội vậy xong cho người ta giúp con mình đi học ông đó ông kêu thôi mẹ làm ở đây thì đưa để con này đi nhận cho con đi học luôn rồi em nói thôi nó ông ngoại nó ở đâu cho nó ở đó với ông ngoại rồi đó bây giờ nó sống với ông ngoại nói gì đó trời đất ơi vậy là cả cái tương lai của con của chị bây giờ là mù mịt rồi vậy là đưa về quê là cho nghỉ học luôn à, cho nó nghỉ học luôn nhưng mà nó cho điện thoại nó bấm lẹ lắm nó bấm chạch điện thoại là nó đạp xe nó đi về nó nói nó kiếm được chuyện làm cái gì đó năm bao nhiêu tuổi thì bắt đầu là đi kiếm việc làm năm 13 tuổi 13 tuổi à. Lúc đó chị biết không thì em cũng đi làm thì nó kêu là nó đi làm vòng vòng ở đó thì cho nó đi vậy đó nó phụ bán bánh trung thu bánh bía rồi nè vậy rồi đó. Từ khi nào là bắt đầu con nhà mình nói với mẹ là đi đi làm xa nhà cái xong rồi em nói gì nè thôi Phúc ơi con ở nhà con giữ em đi con kiếm chuyện làm trên mạng đi lặn cho mẹ đi làm con ở nhà con giữ em đi cái nó nói thôi mẹ bệnh mẹ lên máu hoài để con đi làm cái nói thôi vậy đăng lên mạng kiếm cho mẹ ăn đứa con nít mẹ giữ cái nó đăng lên mạng nửa tiếng sau thì có người đó đem lại cho em giữ đứa em bé giữ đứa 7 tháng giữ tháng 6 triệu bao ở tại chỗ luôn rồi cái em mới thấy em bệnh hoài à rồi em mới nói giữ không nổi nữa cái em đưa cho ông ngoại và hiện giờ ông già em muốn giữ thằng đó được 2 tuổi rồi lâu lâu mẹ nó mới lại thăm trời ơi rồi bây giờ em giữ mướn cái thằng đó 6 tuổi mà ngày 50 ngàn giữ kiếm tiền mua đồ ăn hàng ngày thôi chứ không có dư vậy là cụ thể chính xác là ngày bao nhiêu con nhà mình bắt đầu là đi làm
Đi làm ở xa? Đi làm ở xa là em tính là chỉ là 6 tháng đúng luôn đó. 6 tháng đúng? À, 6 tháng em tính, em nói là em tính từ ngày đó. Con nhà mình sinh năm mấy? Em nói năm nay nó 14 tuổi. 14 tuổi là năm mấy? Chị biết không? Không, em không nhớ. Ôi trời đất mà ơi. À, nó 14 tuổi đó. Là chị không nhớ con mình sinh năm bao nhiêu luôn hả? Em không nhớ vậy. Thật luôn hả chị? Không, em không nhớ thật. Em không có để ý là đi lên đây là để coi giấy tờ rồi lên đây nói. Em không có để ý mấy cái vụ đó. 14 tuổi năm nay là sinh năm 2010 á, chị biết không? Nó năm nay năm 2000 cả ba cái gì đó. Năm nay năm 2024. À. Con nhà mình mà 14 tuổi là sinh năm 2010. À, nó nói Tết năm nay là đúng 14 tuổi luôn. Vậy rồi là khi con gái mình đi mới gọi điện cho chị hay là lúc đi là viết thư cho chị? Đi rồi nó gọi điện về. Nói sao? Nó nói là bữa đó nó điện về. Gần Tết đó, nó điện về, cái em hỏi sao bữa nay con nói chuyện khao khao vậy. Nó nói con mới vô tiếp bia bị khách đổ bia lên đầu. Em đang nói cái thời gian đầu tiên thì em là, chưa nói đến cái việc là, đó là, đầu tiên sao? Đầu tiên đi làm được bao lâu thì gọi điện về cho chị? Thì nó mới đi xuống dưới thì nó điện về. Nó nói mẹ ơi con qua tới bà chè dỗ bà chị rồi. Nói làm gì? Nó nói con bưng phụ bà chị trà sữa. Ờ nói con làm được thì con gắng làm, nếu mà con làm không được thì con về. Làm ở đó là làm ở đâu? Nó nói làm ở Bình Dương nè. Ôi nó nói trời gì đó. Nó làm ở cả ở bến xe Bình Dương á. Bến xe biết mà mình hay đi á. Nói ờ vậy con làm được thì con làm không được thì con về, con giữ em cho mẹ đi làm chuyện nhà nữa. Nói vậy. Nó nói thôi mẹ nhà đi con làm mà con gửi tiền về cho mẹ mua thuốc uống. Nó nói gì á. À, con đăng lên mạng con kiếm thuốc bệnh cho mẹ rồi. Nó nói gì đó. Con nhà mình có quen ai ở chỗ đó không? Quen ở chỗ... Cái chỗ mà việc làm bê trà sữa có quen hay là lên mạng đi tìm? Nó đi tìm trên mạng, nó chắc nó cũng hẹn hò đồ ba bốn đứa nó xúm nhau nó rủ nó đi á. À, chứ em không có biết chữ, là em giả tỷ nó để cái máy đó mà nó nhắn em cũng không biết nhìn vô là không có biết nữa. Đó rồi cái nó đi cái nó điện về nó nói con tìm được chuyện làm rồi, hỏi làm gì bán trà sữa. Cái sau này gần Tết nè nó mới điện về nó khóc, mà nó nói nó xuống tới Cần Thơ rồi. Rồi từ từ em sẽ hỏi đến chuyện đó sau. Lên bán trà sữa được, có gửi tiền về cho chị không? Có, gửi nhiều không? Được thì 500, có khi vài trăm gì đó. Từng đem về vài trăm về thì em tính hết luôn là cũng được triệu mấy đó. Triệu mấy ha? À. Lúc con gửi tiền về mình có vui không? Thì nếu nói là tiền này con làm hả, là tiền lương hay là con mượn của người ta. Nó nói là tiền con lãnh tiền từng. Nói vậy đó, nói là làm không có mượn nghe. Nói gì đó. Nói con làm được thì con làm không được thì con đi xe ôm về mẹ kêu ngoại trả tiền. Cái cảm xúc em hỏi thật, cái cảm xúc lúc đó mà cái thời điểm con gái nhà mình gửi tiền về cho chị á, chị có hạnh phúc không? Không có vui. Sao không vui? Tại vì nó còn nhỏ quá, em cứ nói nó hoài hả, nhà giữ em đi mẹ đi làm. Còn nhỏ quá không, không, không có vui hả? Không có vui. Sao mình cho con đi làm chứ? Mẹ nói sinh nó đi làm. Nó sinh mình là mẹ nó mình phải biết chứ. Mình phải biết được chứ, sao lại mình phải sắp xếp cho em nó chứ, sao lại muốn cho con em đi làm sao lại để nó sắp xếp mình được, đúng không? Thằng nhà nói nó cũng không nghe hết trơn, nó nói gì nó cũng đính tin. Tại vì nhà mình có cho nó đi học đâu, do nhà mình đấy. Mới 11 tuổi mà đã cho nó đi làm ở quê rồi, 13 tuổi đã cho đi làm xa rồi. Chị, em hỏi thật chị này, chị không sợ bị người ta lừa người ta bán đi hả? Chị có sợ không? Sợ, nhưng mà nó nói là ở vòng vòng Bình Dương này không. Nó cứ nói là đi làm với cái chị làm nhà quản lý ở đây nè. Nó nói ở cùng quê với mình luôn. Nó chị, nói gì đó. Chị có biết không? Có gặp chị đó chưa? Gặp, mà ý là em nói đâu mày cho tao gặp bà chủ mà tao nói chuyện rồi. Cái nó nói bả đi chợ không à. Đi đâu không, đi gom tiền cái này kia. Nó nói vậy đó, nó không có cho gặp. Thì đó nói vậy là chị hiểu không? Ở nhà có xe đạp điện kìa, em không biết chạy, phải em biết chạy là em gình theo nó, em đi tới chỗ rồi, dình không biết. Mà dình, dình sao được mà dình. Rồi thì cái thời gian mà con gái chị gọi về cầu cứu là mới đây hả? Mới đây gặp. Ngày nào? À, còn 4 bữa nữa là lễ đó. Lễ là lễ nào biết được chứ? Lễ 30/4 này nè. Vậy là ngày 26 hả? À, đó. Nó nói còn 4 bữa nữa lễ là 30 con về với mẹ, nó nhớ về nghe. À, con về mẹ nấu canh chua cho con ăn nha. Trời đất ơi. Nó không về nữa. Nè, con gái gọi điện lúc đó là ban đêm hay ban ngày? 7 giờ tối á. 19 giờ tối đúng không? Gọi điện với chị nói sao? Nói mẹ,
cái em hỏi gì nữa này, cái gì khóc, cái nó nói con mới bị ông quản lý quýnh, thì nó quay bằng điện thoại, nó quay vô điện thoại ông ngoại, em đâu có điện thoại đâu, mỗi lần nó điện là ông ngoại cầm máy qua cho con nghe, cái thấy cái mặt nó đỏ cùng gì nè, gọi nhỏ tiếp viên kia thì lấy đồ chùi chùi cho nó, nói cái mấy người đó nói à, mày cầm cái tấm hình này nè, mày ghi âm lại rồi mày cầm lên anh Hải, nhờ anh Hải đi cứu nó về liền. Cái hôm đó mà con gái mình gọi điện về cầu cứu là dạ, là nói là bị quản lý đánh hả? Dạ. Và tại sao mà quản lý lại đánh, con nói cho chị biết không? Rồi em hỏi làm sao mà cái thằng đó nó quýnh, cái nó nói là cái con nhỏ tiếp bia chung á, là con vô con uống mà nó nói con uống nó ra, nó nói với ổng gì đó, rồi ổng hỏi con trả lời, rồi ổng quýnh con đó, nó nói gì đó. Rồi hỏi quýnh rồi sao chủ đâu, sao chủ không giải quyết, chủ không cho người ta về mà sao bị quýnh mà chủ không giải quyết đó, em có nói một câu vậy đó. À, nói với chủ cái mấy người ở vòng vòng đó nói mày đừng có nói nhiều hết trơn á, mày ghi âm lại, mày chụp hình lại, mày cầm tấm hình này mày chạy lên anh Hải liền, kêu anh Hải đi xuống cứu nó, là người ta đi xuống cứu nó về liền à. Cái video, cái cuộc điện thoại đó chị còn giữ không? Cái máy nè nó bị ấy rồi, đâu có được đâu, tự nhiên cái Facebook bây giờ nhập vô không được. Mỗi lần em điện cho con em là em qua bản em kêu người ta bấm giùm, con em nói chuyện là em mới cầm máy nói chứ em. Tại sao cái thời điểm đó chị không đi báo công an? Em đâu có biết, em sợ gì nè, lên công an hả là cái gì đó đăng lên con mình sau này nó về nó mắc cỡ, là em suy nghĩ gì đó. Chị suy nghĩ hay quá. Thì em suy nghĩ gì đó, rồi mấy người này nói em mày suy nghĩ gì bậy rồi, nói gì đó. Con mắc cỡ mình... bây giờ là con chị như thế nào chị biết không? Đúng bây đi. Giờ chị có biết được con chị cái tình trạng như thế nào không? Nó ở dưới á. Nó dưới nhưng mà chị có biết được con nhà mình ra sao không? Thì làm như thế nào không? Không có biết là nó ra trời sao ơi, con chứ. Trai dễ thương quá kìa. Con trai lấy khăn giấy cho mẹ lau nước mắt luôn kìa. Trời ơi, đáng yêu quá. Chị, ừ. Bây giờ em hỏi chị nè. Dạ. Chị có biết con gái mình làm trong quán đó là quán gì không? Quán karaoke Thanh Trúc. Em biết rồi nhưng mà chị có hiểu được cái mức độ công việc ở đó là như thế nào không? Không biết thì nó nói vô tiếp khách gì đó. Đến giờ mà chị vẫn chưa biết. Nó đâu có nói rõ đâu mà biết. Em không biết chị khờ thật hay là chị giả không, ngô giả không, ngay chị không cái biết. Cái này là không biết thiệt. Nó không có nói là nó vô trong đó nó làm gì hết trơn á. Chị đông anh chị em không? Nhà em 5 chị em gái không ạ. Ừ. Có dòng họ bà con có biết chuyện này chưa? Thì bàn tính rồi mới đi đó, rồi mấy người kia người ta đi làm người ta lo gia đình ta mà. Rồi. Ai... tức là trước khi chị về đây là gia đình nhà mình có họp gia đình rồi đúng không? À, có họp đó. Gia đình nhà mình có đưa ra cái sự việc con gái nhà mình làm ở đó là làm như thế nào không? Có mấy người này nói là đi vô trong đó làm là đi tiếp karaoke chứ tiếp cái gì. Cái đó có lành mạnh không? Là con em nói là con em á là làm rồi là con em ở trong cái quán đó luôn, không có đi ra ngoài. Còn mà mấy người nào người ta đi á, người ta tiếp xong người ta đi luôn là người ta ở ngoài người ta lại. Chứ mấy trong đó là lính trong đó người ta không cho đi. Đó là nói gì đó. Chị có biết tiếp khách đó là tiếp cái gì không? Tiếp khách lại thì mấy đứa thì kêu vô chào rồi tiếp. Nó uống bia hả? À uống bia. Nó nói gì đó. Vậy là tới giờ phút này chị vẫn chưa hiểu được cái mức độ công việc của con gái nhà mình đang phải làm là như thế nào đúng không ạ? Rồi thì bây giờ nó nói chị có biết không? Biết rồi, nó nói vậy. Đúng ra cái thời điểm ban đầu á, con gái nhà mình đi á là chị phải khuyên con nói để cho con về liền nha. Chứ không phải để cho con đi làm 6 tháng trời đâu. Đúng chưa? À. Tại sao thời điểm đó là mình không khuyên con về? Rồi cái hỏi nó gì nè, bây giờ con đi làm gì con nói cho mẹ nghe đi. Cái nó nói giờ con đi xuống đây con làm, con nói mẹ đừng giữ nha, con xuống đây con làm. Mày hỏi làm gì con tiếp karaoke. Nói vậy đó. Rồi hỏi tiếp karaoke làm sao, rồi mày đi bằng cách nào. Nó nói xe người ta bốn chỗ người ta lại người ta rước. Lại tới Bình Dương quán trà sữa đó rước. Là hỏi quán trà sữa đó coi con có thiếu nợ, con có mượn tiền gì cho mẹ không, lặn ta trả rồi ta rước con xuống dưới. Rước thêm một con nhỏ ở bên Đồng Nai nữa. Là con nhỏ đó bỏ tiền ra chuột về, còn con em chỉ xuống dưới trả tiền xe thôi chứ không có chuột con em gì trơn á. Là nó có nói với em vậy. Rồi nó mới nói mẹ ơi bây giờ mẹ thấy cái giấy này giấy gì không, hỏi giấy gì, nó nói giấy nợ. Hỏi mày có làm gì thiếu nợ, nó nói người ta chở con xuống người ta lấy tiền xe. Cái thời điểm đó lâu chưa? Cách đây mấy tháng rồi chị? Thì nó đi cả chừng tháng là nó điện về đó. Là cái sự việc là rước đi làm quán karaoke. À đi làm quán. Rồi hỏi thôi đi về làm công ty đi con ơi, đừng có làm quán nữa. Tại sao cái thời điểm đó khi chị nghe như vậy mà chị vẫn để cho con chị tiếp tục đi làm? Rồi sao cái không liên lạc với nó được. Không liên lạc tại sao mình không báo công an ngay lúc đó luôn?
rồi không có liên lạc được, cái sau này cái không liên lạc được, cái em mới gầu hoài khóc hoài, cái ông ngoại ông mới nói bây giờ gầu khóc cái gì nữa, giờ nó đi gì, chừng nào nó về chứ giờ biết đường nào đi kiếm. Ông ngoại nói em gì hỏi đó. Chị đang hỏi chị tại sao cái thời điểm đó mình không báo công an? Em đâu có biết đâu mà báo. Xong không biết thì mình phải hỏi. Đâu có biết. Không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Đâu tại có. Sao mà bà con anh em dòng họ làng xóm mình phải hỏi, mình nói câu chuyện nhà mình như vậy để cho mọi người tư vấn mà cho. Bà con dòng họ em hỏi mà em giấu. Mình giấu? Em giấu, em không có biết, em giấu là không có nói là cho nó đi, nói là nó đi bán quán em sợ bị la. Em ai la? Bị dòng họ la, nói sao để cho nó đi vậy? Tại sao mình giấu chứ? Mà trong lòng em thì em không có cho nó đi, nó trốn đi. Đó là vậy đó. Em hỏi chị này, chị giấu để làm gì? Thì để đi kiếm tiền về cho chị đúng không? Không có, không có, không có gửi tiền về cho em không có lấy tiền đồng nào hết trơn á. Chứ mình giấu để làm gì? Thì thấy con mình vậy rồi nó đã xuống dưới rồi, bây giờ sợ làm mình nỉ lên gửi sớm đó, người ta biết người ta cười, nói vậy đó. Người ta cười nhưng mà con chị đang nguy hiểm đấy, chị biết không? Thì đó bây giờ cái nào quan trọng hơn? Thì bây giờ em mới biết, em mới lên tới trên đây đó. Đúng chưa? Chị cảm thấy này, em không phải em chê trách gì chị, em nói ra những cái điều này là chị đừng đừng có buồn. Chị làm vậy là chị đang hại con chị đấy, chị có biết không? Sỉ diện đúng chưa? Chị sỉ diện đúng không? Chị thấy sợ nó, thấy nó còn nhỏ nè rồi sợ người ta biết rồi vòng vòng ở sớm người ta cười nó, mà cũng bằng dạng nó nhóc rồi sợ sau này người ta về cái người ta cười nó này kia cái nó vậy đó. Nó tại sao mình sợ, tại sao mình sợ người ta cười mà tại sao mình không nuôi dạy cho tốt từ bé? Mình không cho nó được đi học đàng hoàng. Nghèo khổ chứ. Nghèo khổ gì, mình cứ đổ thừa lý do. Nhiều người còn khổ hơn chị kìa. Nhiều hoàn cảnh còn nghèo khổ hơn chị. Chị đã từng đi làm giúp việc mà tháng 8 triệu là lương rất là cao rồi. Nhiều người em nói chị đừng có buồn nha. Nhiều người người ta ở vùng sâu vùng xa, ở miền Tây nhà mình luôn á. Mấy người mà trong biệt thự đó, trong vùng sâu đó, người ta vẫn cho con người ta đi học, ăn học tới nơi tới chốn kìa. Mình đừng có than nghèo khổ ra nha. Cái hoàn cảnh của mình đâu có phải khó khăn đến mức độ mà không cho con đi học được đâu, đúng không? Dạ. Chị là chị thiếu hiểu biết, đúng không ạ? Dạ, em không đúng em, chưa em không suy nghĩ không tới. Cái thời điểm đó chị có nghĩ rằng là con mình đi làm xa để mong rằng cuộc sống mình thay đổi hơn không? Không, không có suy nghĩ gì chứ. Nó nói gì đè, nó nói con đi làm, con phụ bán trà sữa, tới ngày làm căn cước rồi con đủ tuổi con về con làm căn cước, con vô công ty làm đó. Nó nói gì đó, một đứa trẻ mới 11, 12, 13 tuổi chưa biết gì về ngoài đời mà nhờ mình dám cả gan để cho bé nó lăn lộc ngoài đời để nó đi kiếm tiền thì đó là cái điều thật sự đáng trách, trách bậc làm cha làm mẹ. À, thì em biết. Đúng chưa? Bé là con gái nè, bé biết gì ngoài đời? Bây giờ chị, bản thân chị năm nay 46 tuổi, chị chưa biết gì về Bình Dương, chưa biết gì về Đồng Nai, chưa biết gì về Sài Gòn. Chị dám một mình chị dám đi làm không? Dám không? Không. Chị có chắc ăn là chị tin những người bên ngoài không? Chị chắc không? Mấy hồi lúc trước thì em cũng tin, mà bây giờ nè em có 2 năm nay là em không, em sợ. Chị đã từng bị ai đó lừa gạt bao giờ chưa? Chưa. Chưa ha. Chưa có. Nên mà chị chưa sợ. Thật sự bên ngoài rất nhiều cạm bẫy, không đơn giản như chị tưởng tượng đâu. Chị đừng có nghĩ rằng là ai cũng thật thà nhá. Và cái công việc con gái mình đang làm đó là công việc nhạy cảm, công việc vi phạm pháp luật đấy. Chị biết không? Sau ngày hôm nay chị lập tức chị quay về địa phương, chị trình báo cơ quan chức năng nhanh và luôn. Bởi vì con nhà mình mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên nhá. Quay về báo cơ quan chức năng nhanh và luôn, không có chần chừ, không sợ mắc cờ rồi, nữa. Mình ở chợ trên đây mình báo trên đây được không ạ? Con gái nhà mình lúc đi là đi ở địa phương đúng không? Mình đi. Về lúc đi là đi ở địa phương thì mình cứ về địa phương mình trình báo trước. Trước kia con gái mình đâu có ở đây đâu. Trước kia nó ở với ngoại trên đây. Ở là có tạm trú trên đây không? Có ở trên đây, có ở chợ trên đây. Thì mình báo ở trên đây. Ở trên đây. Nhưng mà hiện tại bây giờ là chị nghe được cái thông tin là con gái chị đang ở Cần Thơ hả? Ở Cần Thơ, Thái Lai Cờ Đỏ. Do chính con gái chị gọi điện về cầu cứu. Nó nói Thái Lai Cờ Đỏ, đường lộ tẻ đi vô. Thì bây giờ mình cứ đến cơ quan chức năng mà nơi chị đang tạm trú. Dạ. Chị trình báo sự việc như vậy thì bên cơ quan chức năng sẽ hướng dẫn cho chị. Dạ. Là tiếp nhận hồ sơ của chị ở đâu. Dạ. Một là ở đây, hai là ở dưới địa phương của chị. Để bên lực lượng chức năng vào cuộc để cứu con mình ra. Dạ.
anh em thì sẽ vẫn phải hỗ trợ cho chị. Bởi vì tới giờ phút này như chị chia sẻ thì con nhà mình hoàn toàn đang gặp một cái sự cố. Có thể là những ngày tháng qua là ở trong đó là bị ép buộc. Chị bên ngoài là chị có thể cười thôi được, chị ăn ngon ngủ ngon được, nhưng con nhà mình thì đang chịu cái sự tổn thương trong đó đó, chị có biết không? Rất khổ. Vậy là khi mình đi bước nữa là mình có hai bé hả? Rồi ông chồng sau là làm phụ hồ hả? Rồi chồng sau có tốt không? Tốt. Có thương chị nhiều không? Thương mà. Đâu cho đi làm, kêu nhà giữ hai đứa này nè. Không cho đi làm ha, chồng đi làm hồ ha. Làm hồ lâu lâu người ta kêu đi làm công viện kế bên, em đi làm những tiếng 60, đi làm tới chiều về cũng được 400 ngàn xài cũng được mấy bữa. Chị thấy bây giờ, chị thấy vậy, chị thấy buồn chưa? Bây giờ em nói ra là chị đã hiểu chưa? Hiểu là hiểu sao? Là hiểu con mình đi làm gì? Tiếp karaoke. Tiếp karaoke nhưng công việc đó có tốt không? Chị biết rồi, em hiểu rồi. Hôm nay mình về đây mình có sợ là mọi người chê cười nữa không? Sợ không? Mình suy nghĩ kỹ chưa? Dạ không có sợ, cứu con được. Đúng ra cái thời điểm đó là chị phải nhanh nhẹ lên, chứ không phải mình xí diện, mình sợ. Mình phải thương con chứ, con mình đẻ ra mình phải thương chứ. Người ta la là làng xóm, anh em dòng họ, người ta la là la tốt chứ không phải là người ta la sai. Người ta la thương người ta mới la, để cho gấp gáp để đi cứu con mình về. Đúng không? Dạ, biết rồi. Em nói vậy chị có buồn không? Không, không. Em với chị là người dân thôi, nhưng mà em bức xúc á. Dạ, không có buồn. Ba đứa con. Thật sự tới giờ phút này như vậy thì thật sự rất buồn. Ông xã sao là có đi tìm con mình ngày nào không? Không có đi tìm, không có kiểu như là không có nói tới. Sao thế? Con em nói gì nói, ảnh không có nói tới, không có gì hết trơn. Em không có cho nói tới con em gì hết trơn á. Nói tới gì hết trơn, con em xài đúng gì cũng không nói hết trơn á. Thì sai thì ông xã nói bình thường mà, miễn là thương là được mà, đâu sao đâu. Em cũng không nói con ảnh gì, ảnh cũng không nói con em gì hết trơn á. Ồ, con sao con riêng của anh nó vẫn ở chung với mình luôn hả? Ở riêng mà lâu lâu nó lên nó chơi vậy đó. Trong nói chung mà em cũng nói gì tới con ảnh gì chứ. Chị hãy nói một cái điều gì đó tình cảm với con gái của chị đi. Hy vọng con gái của chị xem được video này để sớm quay trở về đoàn tụ với gia đình. Em nói là con này chị tâm sự với con đi. Gọi tên con ra. Nói à, Phúc là mẹ kêu con về. Về lần đi lên công an lấy giấy tờ, lấy hộ khẩu, giấy căn cước về cho mẹ. Mẹ đi làm giấy cho em đi học à. Trong chờ con em về em mừng. Trời ơi, trông chờ con về để đi lấy giấy căn cước thôi ấy hả? Em hỏi này, 6 tháng trời qua chị nhớ con không? Nhớ là con làm cho con em đi làm căn cước luôn á. Nhớ thì nhớ như thế nào thì chị nói đi. Bây giờ con ơi, con ở đâu? Con báo tin chính xác về cho mẹ để mẹ biết đường mẹ nhờ công an, nhờ anh em hiệp sĩ để cứu con về. Mẹ rất nhớ con, thương con. Dạ. Mẹ không cần con đi làm kiếm tiền về cho mẹ nữa. Dạ. Chị nói đi. Giờ con ở đâu? Con ở chỗ nào con về đi, mẹ nhớ con. Mẹ trông con hoài đi về. Mấy đứa em cũng nhớ nữa. Về nhà có gì ăn nấy. Dạ. Chừng nào đủ tuổi đi rồi con đi làm. Bữa ẩm nói với nó rồi, nói đi về đi, mẹ không có cho đi làm. Chừng nào đủ tuổi đi làm, mẹ giữ ở nhà làm gì. Chị thấy con nhà mình thiệt thòi không? Em hỏi thật lòng chị này, chị thấy bé nhà mình có thiệt thòi, bé thiệt thòi không? Con em nó hiền lắm, nó không có biết xài tiền gì đâu. Em đang hỏi chị là chị có thấy là con nhà mình thiệt thòi hơn những con nhà người ta không? Dạ, biết. Thấy không? Sinh ra và lớn lên đúng không ạ? Dạ. Thiếu thốn tình cảm của cha đúng chưa? Ừ. Mà lại không được đi ăn học tới nơi tới chốn nữa vì cái lý do là nhà xa trường. Dạ. Đúng không? 11 tuổi phải lăn lội đi bán cà phê ở địa phương rồi, ở quê rồi, đúng không ạ? Dạ. Để kiếm tiền, đúng chưa? 13 tuổi thì lại phải rời quê lại đi làm, mà đặc biệt lại đi lên mạng đi tìm. Dạ. Mà trong khi đó bản thân chị cũng biết là con mình lên mạng đi tìm, mà vấn đề con mình đi, đúng không? Thì sau đó thì công việc cứ vậy tiếp diễn cho tới hiện tại bây giờ. Đó là cái điều mà đáng buồn. Yeah. Nhưng mà cũng đáng trách. Trách là trách chị, trách là bậc làm cha làm mẹ, trách là bậc phụ huynh không quan tâm con và thiếu hiểu biết, dẫn tới cái tình trạng là con nhà mình bị như vậy. Yeah. Chứ không phải là trách bé.
không thể trách bé được, bởi vì bé còn nhỏ mà. Cái độ tuổi đó là cái độ tuổi đang được ăn học, được gia đình quan tâm, lo lắng và thương yêu chị ạ. Nhá. Em nói thật đấy, em thì em nói thật, em không thích vòng vo đâu. Ngày hôm nay có thể chị ngồi đây tâm sự với em là chị không vui, không hài lòng, nhưng mà em vẫn phải nói ô con. Đỡ con dậy. Trời đất ơi, có sao không con? Rồi, con trai ngồi ngoan cho chú nhá. Sao không con? Con có sao không? Không. Ừ, ngoan, tội nghiệp chưa kìa. Ngoan đi, để chú tìm chị hai về cho con nhá. Tìm chị Phúc về kìa. Nhá. Chị Phúc chở đi nha. Đây mà mong rằng như thế này này chị. Hôm nay chị về đây em hy vọng rằng là chị hiểu được, để chị sáng suốt khi con gái nhà mình về. Chị phải biết cách, biết hướng để tâm lý với con, cũng như là tâm sự khuyên bảo con nhá. Bây giờ là con anh, con em, con chúng ta rồi, đúng chưa? Con nào cũng là con, mình phải thương đều hết nhá. Mình không được là thương con này nhiều hơn và thương con kia ít hơn nhá, san sẻ. Đó là toàn là máu mủ ruột già của mình hết á nhá. Hy vọng rằng là con gái đang ở đâu đó, tới giờ phút này như con chia sẻ là con gọi điện về cho mẹ của con, là con cầu cứu mẹ là bị quản lý gì đó bắt tiếp bia và con không có làm theo thì bị đổ bia cũng như là bị đánh con. Thì con thật bình tĩnh, con gọi về đường dây nóng của các chú các bác công an, trước là 113. Thứ hai thì con gọi về cho các chú các bác đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải là 0913785858, thì các chú sẽ ngay lập tức có mặt kịp thời để đưa con về một cách an toàn nhất. Bởi vì tới giờ phút này như con chia sẻ thì có thể là gia đình tới giờ phút này mới lo lắng cho con, nhưng mà tất cả mọi người là cô chú anh chị trên cộng đồng mạng khi mà xem lắng nghe cái video này thì sẽ rất bức xúc và sẽ rất là lo lắng cho cái sự an toàn của con gái. Nên mà con thật bình tĩnh, nghe lời chú, con thật bình tĩnh, con gửi cái vị trí chính xác nhất, hoặc là con có thể mượn điện thoại của các bạn nhân viên khác để con gọi về cho các chú các bác công an, sau đó thì con gọi về cho các chú đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải, thì các chú sẽ ngay lập tức có mặt để đưa con về một cách an toàn nhất nha con gái. Còn những cô chú chủ quán nào hiện tại mà đang chứa chấp bé, giữ bé thì hãy nhanh chóng thả bé về. Còn nếu cố tình ngoan cố mà chứa chấp hoặc là khống chế bắt bé, ép bé làm những công việc nhạy cảm, đặc biệt là những công việc vi phạm pháp luật, thì chắc chắn rằng cái khung hình phạt sẽ rất là lớn, sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật. Bởi vì bé năm nay là mới 14 tuổi, trẻ em dưới tuổi vị thành niên. Thì rất mong rằng là cái sự việc của chị thì video này sẽ được cô chú anh chị xem và chia sẻ lan tỏa. Hy vọng một ngày gần nhất thì con gái của chị sẽ được về với gia đình một cách an toàn nhất chị nhá. Và em mong rằng là ngay lập tức ngày hôm nay chị về, chị trình báo cơ quan chức năng công an liền nhá, để được sự hỗ trợ của cơ quan chức năng. Bởi vì là con nhà mình là trẻ em dưới tuổi vị thành niên nhá, mình đừng có lơi là nữa. Em thấy chị lơi là quá nhá, cái này trách là trách gia đình nhà mình nhá. Nhá, gia đình nhà mình thật sự em buồn lắm, em là người dưng nước lã thật. Nhưng mà khi nghe câu chuyện ba mẹ, cha mẹ như vậy, em thật sự em rất buồn chị ạ. Buồn và em thấy thương bé rất nhiều. Nha. Tại vì có một chuyện này em không dám nói. Nói, chị cứ nói đi, chuyện gì? Con em mà đợt rồi, em thấy bị thằng kia lấy con gái rồi. Thằng nào nữa? Giờ hồ sơ đâu, công an nó giữ ở trên đây nè. Thằng nào? Thằng nào, nó quen trên mạng á. Lại quen trên mạng nữa. Thôi cái chuyện tế nhị đó mình không nói nữa. Cái chuyện tế nhị đó thì mình không có đưa lên đây nữa. Sợ sau này là ảnh hưởng tới con. Mày đâu em sợ. Bởi vì chị thấy chưa? Chị thấy cái tác hại của gia đình thôi, thiếu quan tâm rồi. Chưa? Rồi thôi đợt rồi đi bảo công an, thưa công an rồi. Công an mời lên làm việc, giữ giấy tờ em trên đây rồi chưa này. Giữ giấy căn cước của em, giấy cây xanh của nó luôn. Là trong lúc nó mới có 12 tuổi à. Năm rồi thôi chị không nói. Thôi mấy cái chuyện này chị không nói nữa. Càng nói ra em càng bức xúc thêm. Chị thấy chưa? Bây giờ chị thấy sao rồi? Chị thấy bản thân chị là mẹ như vậy đúng chưa? Đúng rằng ngay từ đầu là chị phải nói cho anh em họ hàng bà con biết rồi. Trước tiên là người nhà người ta biết để người ta có cách có hướng cho chị. Nó ở nhà chợ chung chợ với em. Nó nói nó đi làm móng, nó đi đâu, nó đạp xe nó đi. Em đâu có biết nó hẹn hò với ai đâu. Chị có quan tâm đâu mà biết. Rồi sau này ông anh em ông chạy xe ôm, xe gáp nè. Ông anh em ông chạy xe gáp, ông mới biết là nó đậu xe trong phòng trọ của thằng đó, mới về kêu em đi tới phòng trọ bóp ổ khóa lại, mới bắt hai đứa trong phòng rồi đó. Thôi cái chuyện đó mình không có nói ở trên này nữa đó. Cái gì qua rồi thì bên cơ quan chức năng họ đang xử lý thì để cơ quan chức năng họ xử lý. Chị càng nói thì càng bức xúc à. Mình làm mẹ, mình đã một lần mình lỡ đò, mình biết là như thế nào rồi.
Bây giờ mình cứ như thế thì sao đây? Thôi cố gắng nha. Bây giờ trách thì cũng trách rồi, bây giờ biết sao đây? Dạ thưa cô chú anh chị, thì nếu cô chú anh chị xem video này, em rất mong rằng được sự chung tay góp sức của tất cả cô chú anh chị chia sẻ lan tỏa hy vọng một ngày gần nhất thì anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải sẽ tìm được bé gái về cho gia đình. Và nếu cô chú anh chị có thấy bé gái như trong hình ở đâu, làm ơn liên hệ về với số của đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải 0913785858 để anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải giúp gia đình để sớm tìm được bé gái. Hy vọng rằng bé gái vẫn đang là an toàn và để đưa bé gái về một cách là bình an nhất. Thì hôm nay chị về đây thì nhờ anh em đội hiệp sĩ Nguyễn Thanh Hải quay phim ghi hình đăng tải lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con, đúng không ạ? Dạ. Chị có đồng ý cho tất cả các anh em chia sẻ đăng tải video câu chuyện thông tin hình ảnh của chị cũng như là con gái của chị dạ. lên khắp các trang mạng xã hội để tìm con đó, không? Em mong anh vậy đó, anh tìm con em về. Và toàn bộ câu chuyện chị vừa chia sẻ có đúng với sự thật đúng, không? Em đúng. Nếu sai? Nếu sai em chịu với pháp luật. Chịu hoàn toàn, chị dạ. chịu trước pháp luật ha. Và chị có nhớ những gì em nói không? Dạ nhớ. Nhớ không? Dạ. Rất mong rằng chị về chị phải suy nghĩ lại đi yeah. nha yeah. Việc gì cần làm mình phải làm gấp liền đi yeah. Chị có biết việc chị bây giờ chị về cần làm là việc gì không? Em giờ em hỏi anh là bây giờ cái vụ của nó vậy đó, lúc bây giờ hồ sơ người ta giữ anh với giấy khai sanh của nó công an giữ, rồi bây giờ giấy chứng minh em với hộ khẩu em giờ công an cũng giữ trên cảnh, bây giờ em chạy lên công an đó em nói được không? Thì bây giờ mình về mình tạm trú ở đâu mình báo công an ở đó trước, xong đó thì để cho các chú các bác công an là họ sẽ hướng dẫn cho mình cứ làm theo từng bước một yeah. nha yeah. mình phải tuân thủ yeah. Như chữ nghĩa em không biết gì em đã nói với chị như thế nào, không biết thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học yeah. nha. Mình tới đó thì bên cơ quan chức năng họ sẽ hướng dẫn cho mình yeah. Em nói rồi đó, nếu hôm nay chị về mà chị không trình báo cơ quan chức năng là thì em không còn lời nào em nói với chị nữa đâu. Không, thì em về em để em về em nói với ngoại là coi là nó đi vậy vậy đó, rồi lên kêu anh em chở em đi lên giả nói. Nói ngoại chi nữa? Thì nói ngoại lận đi báo công an đó, lận kêu mình là mẹ, chị là mẹ thì chị đi báo được rồi. Em đâu có biết cái chữ đâu mà làm đơn. Trời đất ơi. Vậy là chị không biết chữ luôn. Em không có đi học lớp nào hết trơn á. Không đi học lớp nào, bây giờ con nhà mình mới học lớp 2 là cho nghỉ rồi. Dạ. Rồi sau này nó lại khổ như chị nữa. Chứ hồi đó em mới có 13 tuổi à, mẹ ruột em bỏ em đi tới giờ em không biết mặt mẹ ruột em ở đâu luôn. Ba em bây giờ không sống mình vậy đó, không đi phụ hầu rồi phụ em này kia nọ vậy thôi, nuôi con cháu vậy thôi. Chị thấy đời chị khổ không? Chị thấy cuộc đời của chị khổ 13 không? Tuổi mẹ em đi tới giờ đó. Nhưng mà chị thấy cuộc đời chị khổ không? Bây giờ chị thấy đời con chị khổ tiếp theo chưa? Lấy chồng thì bầu 4 tháng là chồng bỏ rồi đúng không? Rồi đi thêm bước nữa may mắn sao là ông chồng sau đây vẫn thương yêu đúng không? Khổ lắm thôi. Thôi cố gắng đi yeah. Những gì cần nói em đã nói hết với chị rồi. Những gì giúp được chị, giúp được gia đình, giúp được bé em đã tư vấn hết cho chị rồi yeah, yeah. Còn tới giờ phút này chị thực hiện hay không là việc của chị. Còn anh em vẫn phải cố gắng hết sức để tìm kiếm cái thông tin để giúp bé. Em ở đây là em giúp bé thôi nha yeah. Em thương là thương con mình thôi. Thương bé tuổi đời rất nhỏ yeah. Nhưng mà chịu rất nhiều bất hạnh, thiếu thốn tình cảm của cha. Đôi khi có mẹ nhưng mà mẹ ít quan tâm. Em nói thật đấy nha. Chị buồn em thì kệ chị thôi. Mà tới giờ phút này là phải bươn trải bên ngoài. Tuổi này là tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, chứ không phải là tuổi đi làm kiếm tiền. Không phải là cái tuổi mà đi ra ngoài đời, ngoài đường bị người ta lừa gạt, người ta ép buộc, người ta đánh đập nha. Khổ lắm. Là hôm nay chị về đây chị suy nghĩ kỹ chưa? Chị nghĩ kỹ rồi. Chắc ăn chưa? Kỹ chưa? Chị đăng lên như vậy, nhờ anh em đăng lên vậy, chị có mắc cỡ với bà con nữa không? Ý là em sợ con em nó về sau này ở sớm vòng vòng chợ này người ta cười nó, người ta nói nó đi bán bia rồi này. Bây kia giờ chị đó, còn sợ nữa không? Bây giờ chị có sợ nữa không? Chị suy nghĩ kỹ bây chưa? Bây giờ kệ đi, ai cười cười đi, giờ không có ấy nữa. Em nói với chị rồi, con nhà mình thì mình lo. Chứ bây giờ mà mình cứ sợ vậy rồi con nhà mình rồi họ chèn ép, họ ép buộc như vậy rồi biết bao giờ họ thả đây. Đúng không? Thôi cố gắng, cuối video này thì em chúc cho chị, chúc đại gia đình nhà mình thật nhiều sức khỏe. Yeah. Và cái điều đặc biệt là con gái của chị sẽ quay trở về một ngày gần nhất chị nhá. Yeah.
Rồi xin phép chào hai mẹ con. Em cũng xin phép chào tất cả cô chú anh chị trên cộng đồng mạng. Hẹn cô chú anh chị ở những video tiếp theo.